Thì mọi người cần join vào cái nhóm này, những cái nhóm này là cái nhóm tên là STKB phần mềm thiết kế công việc phổ thông nhé. Thì tôi sẽ gửi đến đây tất cả những cái đường link các cái video đấy. Khi nào chúng ta có hỏi gì chúng ta hỏi trực tiếp trên cái nhóm này thì chúng tôi sẽ trả lời qua cái nhóm này. Được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay tôi sẽ trình bày các bạn cái hướng dẫn cái dùng cái phần mềm có biểu bản mới nhất là cái bản là đây cái bản 2.0 này là cái bản mới nhất này. Bản cũ là bản là 1.0 là bản này. Bản mới là bản bản này nhá, là bản mới nhất đây. Đấy thì tôi giới thiệu như này nhé. Đây thì cái phần mềm STKB là như thế này. Đây là cái bản mới nhất của chúng tôi đây. Thì các bạn có thể lên mạng và tải về qua hai đường link này. Bản đây là bản demo, đây là bản chính thức. Đấy. Bản chính thức thì muốn dùng được chúng ta phải có key. Chúng ta phải phải mua qua công ty, công ty sẽ cấp key cho các bạn. Còn bản bản demo các bạn có thể tải về và dùng thoải mái. Tất nhiên là nó không được mạnh như là cái bản chính thức. Rồi chúng ta bắt đầu đi vào cái phần mềm của chúng tôi nhé. Tôi sẽ nói được chưa? Tôi sẽ nói làm hai phần. Phần thứ nhất là nói lướt qua về cái phần mềm STQ 2.0. Sau đó tôi sẽ đi vào phần chính thức. Phần chính thức thì gồm chia làm hai phần. Phần một tôi sẽ nói về tổng quan về chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và hai là cách chúng ta sẽ ứng dụng cái chương trình mới này vào phần mềm cơ biểu của chúng tôi như thế nào. Đấy. Thì cái bản mới nhất của chúng tôi này là cái bản tên là STKB 2.0, mà thực chất đây là đây là cái bản kế thừa tiếp theo của phần mềm TKB cũ. Do có một số trục trặc về mặt pháp lý cho nên chúng tôi phải đổi tên nó đi. Thì hiện nay cái bản này thực chất là cái bản phát triển của bản TKB cũ cách đây là hơn 30 năm rồi và đã phát triển liên tục. Thì cái bản mới này này là nó có tính năng rất đặc biệt là nó đã hỗ trợ cho cái mô hình giáo dục mới của bộ. Nó còn gọi là chương trình giáo dục phổ thông mới hay là chương trình giáo dục phổ thông 2018 của bộ. Thì đó là cái phần mới nhất của chương trình đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi rồi tiếp theo nhé. Thì cái phần mềm mới này nó có tính năng mới như sau này. Nó đã thấy là nó có ba cái tính năng chính, một là mới nhất, một là nó mở rộng cái mô hình môn học để hỗ trợ cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Chúng ta phải mở rộng mô hình môn học ra. Hai là nó hỗ trợ cho tất cả các cái mô hình chuyển đổi giữa cũ và mới. Tức là nếu một trường nào đang ví dụ chúng ta năm mới học lớp 6, năm nay lớp 6 này là mới này, còn 7, 8, 9 vẫn là cũ thì chúng ta vẫn dùng được cả 6 cả 7 cả 8 và là một và một, một, một trường vẫn một 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 theo biểu vẫn dùng được lẫn lộn giữa cũ và mới. Tiếp theo là cái phần đặc biệt nữa là có một tính năng mới. Mà tính năng mới này theo tôi chúng tôi nghĩ là nó sẽ rất phát triển trong tương lai đây, là chúng tôi đã bổ sung vào một khái niệm mới, nó gọi là TKB clone view, tức là chức năng tạo ra các cái bản sao TKB. Cái này tôi nói sau nhé. Tức là từ trước này chúng ta chỉ có trong thư biểu của chúng tôi chỉ có một bản TKB thôi, có một bản thôi, một tôi gọi là bản hiện thời. Thì cái bản TKB đó là cái dữ liệu TKB nó rất là chặt chẽ và nó là ràng buộc rất là chặt chẽ giữa môn học, giáo viên và lớp học, và nó thỏa mãn tất cả những cái ràng buộc của môn học, ràng buộc của giáo viên. Thì cái bản đó mà tôi gọi là cái bản cái phần dữ liệu theo cơ biểu cơ bản. Nhưng mà chung bản này thì các bạn sẽ được là tạo ra thêm hai clone, hai cái bản sao nữa. Thì cái bản sao này là một cái bản lỏng lẻo theo cơ B và chúng ta mở rộng được rất nhiều thứ rất quan trọng, rất nhiều cái mà ở trước kia chúng ta không làm nổi thì bây giờ chúng ta sẽ làm được trong cái bản mới này. Thì đó là cái nôm na là nó có ba cái tính năng cơ bản phát triển mới của phần mềm STKB 2.0. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ sang phần tiếp theo là tôi sẽ nói phần chính của chương trình đây. Sẽ gồm tôi chia làm hai phần. Phần thứ nhất là giới thiệu nhanh về chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và phần thứ hai là giới thiệu phần mềm của chúng tôi. Được chưa? Thì chương trình mới này các bạn biết rồi đúng không nhỉ? Nhưng mà tôi muốn nhắc lại
Thực ra quy trình này rất lớn, nhưng mà tôi chỉ muốn nói những cái điều mà nó liên quan thì có biểu thôi, có những phần không liên quan thì thôi chúng ta sẽ bỏ qua. Thì chương trình của chúng ta là như thế này. Chương trình mới này được Bộ Đại học được Thủ tướng ký vào tháng 12 năm 2018 và bắt đầu áp dụng từ năm 2020, từ năm ngoái cơ. Nhưng mà năm nay mới là năm bắt đầu động vào sẽ có biểu chính. Thì bắt đầu từ năm nay chúng ta sẽ áp dụng và sẽ cuốn chiếu cho đến hết năm 2024, 2025 thì kết thúc. Và thay đổi này là đồng bộ thay đổi cả chương trình của sách giáo khoa. Và có một điều chú ý là với chương trình mới này thì chúng ta có bắt đầu tiên chúng ta có một cái hệ thống như sau, là chương trình khung là pháp lệnh bắt buộc, còn sách giáo khoa là có nhiều bộ và là sách tham khảo, bạn chú ý nhé. Như vậy về mặt lý thuyết ý, theo đúng luật ý, là các giáo viên được quyền dùng cả tài liệu bên ngoài sách giáo khoa, thậm chí có thể dùng đa dạng sách giáo khoa trong chương cùng lớp, miễn là dạy được đúng chương trình đào tạo. Vậy chương trình đào tạo khung mới là phần lõi, cho nên mỗi giáo viên cần cần tải về cho riêng mình cái chương trình khung, chỉ môn học khung của mình. Trong chương trình khung đó nó ghi rõ từng từng thành phần của môn học, từng chủ đề một và cái yêu cầu cần đạt cho từng từng lớp một, mà chúng ta có thể dựa vào đó chúng ta sẽ dạy học. Còn sách giáo khoa chỉ là tham khảo. Tất nhiên Việt Nam mình chúng ta đã quen với cái mô hình cũ là sách giáo khoa là pháp lệnh rồi, cho nên từ cái mô hình chuyển đổi từ sách giáo khoa là pháp lệnh sang sách giáo khoa là tham khảo là có một cái quá trình. Cho nên hiện nay theo cái hiểu hiện nay vẫn là các nhà trường là thống nhất một bộ. Cho nên hiện nay chúng ta vẫn chưa có cái cho phép là cho một nhà trường có thể có nhiều bộ, và mỗi nhà trường là một bộ của một nhà xuất bản. Đó, thì đó là khi hiện nay như thế nhé. Thì ra chú ý. Nhưng mà về mặt lý thuyết ấy, chúng ta vẫn có thể tham khảo nhiều bộ sách giáo khoa. Như tôi năm nay là trời tôi là quyết định là dùng cái bộ sách là kiến thức chi thức. Chúng ta vẫn có thể tham khảo trên bộ cánh diều và các bộ khác. Để thấy hay hơn chúng ta có thể đưa vào bài của chúng ta. Không sao cả, không ai cấm cả. Đó, thì đây là dữ liệu nhanh về cái trình khung của quy trình của chúng ta mới nhé. Đấy, bây giờ tôi vào kỹ hơn này. Tôi sẽ đưa vào đây, tôi sẽ nhắc lại các bạn là có một số chú ý đâu sau đây này. Cái điều quan trọng thứ nhất là hệ thống môn học của chương trình mới ấy, là gồm các môn học bắt buộc và một số môn học tự chọn. Là chú ý. Môn học bắt buộc là môn bắt buộc phải học ở trong trong chương trình. Còn môn tự chọn là có thể học tự chọn theo từng địa phương, từng từng tỉnh, từng nhà trường, thậm chí là từng giáo viên. Rồi, và điểm chú ý thứ hai rất quan trọng là như này, là trung học cơ sở thì sẽ có hai môn là môn khoa học tự nhiên và môn khoa học xã hội. Môn khoa học xã hội đặt tên là môn là lịch sử và địa lý, bản chất nó là môn khoa học xã hội. Thì hai cái môn này này nó thay thế cho những môn như là lý hóa sinh sử địa cũ của cấp 2. Đấy. Cho nên nó hình thành ra cái môn là môn khoa học tự nhiên thực chất là một tổ hợp của các môn lý hóa sinh và môn lịch sử địa lý, môn khoa học xã hội thực chất là tổ hợp của hai môn sử và địa cũ. Do đó ở trong nhà trường chúng ta là như sau: lớp 6 năm tới này học cái môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội lịch sử địa lý, còn lớp 7, 8, 9 vẫn học các môn là lý hóa sinh và sử địa như bình thường. Như vậy là nó xen kẽ, được không? Xen kẽ. Nhưng mà chú ý rằng là như là hiện nay là cấp 2 chúng ta vẫn không có giáo viên nào dạy gộp cả lý hóa sinh là một, cho nên bắt buộc chúng môn khoa xã hội này, môn khoa học tự nhiên này vẫn phải chia làm ba giáo viên dạy, đúng rồi. Hiện nay là chúng ta cũng chưa có giáo viên. Hiện nay là theo tôi biết hiện nay là các trường sư phạm đã bắt đầu tuyển sinh các giáo viên dạy gộp cả ba môn lý hóa sinh, mà còn lâu lắm, còn phải 5 6 năm nữa mới có giáo viên. Cho nên là từ nay cho đến khoảng 5 đến 10 năm nữa thì vẫn phải là gì, là cái môn khoa học này là vẫn phải có ba người giáo viên dạy, môn khoa học xã hội này vẫn phải có là hai giáo viên dạy đó. Thì đó là chỗ đây là chỗ khó nhất của cấp 2 đấy, cấp 2. Tức là nôm na là hai môn này là hai cái môn mà chúng tôi gọi là môn tổ hợp của các môn học bên trong, gọi là môn học con, chúng ta chú ý nhé. Còn môn học khác thì bình thường. Tiếp theo nữa là cấp 3
cấp 3 này sang năm mới bắt đầu từ lớp 10. Cấp 3 thì nó thật là vô cùng phức tạp, là học sinh có nhiều lựa chọn môn học khác nhau, thì tôi sẽ nói lát nữa tôi nói, nhưng cấp 3 là rất là khó, rất là phức tạp, vì nó phân môn, nó phân theo hướng là ngành nghề, hướng nghiệp, cho nên là khá phức tạp. Thì đó là một số điều chú ý chúng ta cần nhớ cho chương trình mới nhé. Từ nói phức tạp đấy. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái mô hình, cái chương trình khung chính trong chương trình của bộ như thế nào. Chúng ta xem, chúng ta xem ba cái bảng là cho hiểu. Một, bảng một là bảng này. Cái bảng này là cái bảng như sau, là cái bảng chúng ta quan sát được cái chương trình chung của cấp tiểu học thế nào. Thì các bạn sẽ thấy như sau nhé. Cái tổng số này 25, 25, 28, 30, 30 đây là cái tổng số các môn học mà là chưa kể môn tự chọn nhé. Chứ nếu mà một trường chúng ta học cả tự chọn ấy, thì nó sẽ vượt quá số tiết là 30. Mà trong chương trình thì ghi rõ là học một buổi thôi. Cho nên là chúng ta sẽ phải rất là phải cho nên các trường sẽ phải tùy tùy cơ mà tùy mà chúng ta sẽ xử lý nhé. Đó. Thì đây là cái chương trình của các môn học cho tiểu học thì nó không đặc biệt, vẫn về mặt lý thuyết thì phần tiểu học nó không, về mặt chương trình tiểu học ấy không ảnh hưởng đến việc học biểu. Cho nên như ai mà đã phần mềm dùng phần thấu biểu của chúng ta rồi thì lên lên chương trình mới này không ảnh hưởng gì cả, vẫn như cũ, không gì là khác thường, không thay đổi, chỉ có điều một điểm khác nhỏ tôi sẽ nói sau, là tôi nói sau luôn lát nữa nhé, thì nó luôn rồi. Tức là cái môn hoạt động trải nghiệm này là cái môn mà sẽ có học sẽ phân bổ là một tuần là ba tiết, thì chúng tôi đã tìm hiểu và thấy như này, cái môn hoạt động trải nghiệm này nó sẽ bao gồm cả cái môn sinh hoạt của chúng ta hiện nay, nhưng mà cái giờ sinh hoạt vẫn giữ nguyên và coi đó là cái phần một phần của môn học hoạt động trải nghiệm đó nhé. Như vậy cấp 1 thì không thay đổi nhiều lắm, mà chúng ta chú ý là riêng lớp 4, lớp 5 là các môn học bắt buộc đã phủ kín cả 30 tiết rồi, cho nên là lớp 4, lớp 5 là không có giờ chào cờ nữa đâu, không thể chào cờ nữa đâu, trừ khi chúng ta sẽ phải chuyển sang sáng và chiều. Được rồi, tiếp theo là cấp 2. Cấp 2 thì là được phân bổ theo số giờ tổng thể là như sau, là lớp 6 là 29 tiết, lớp 7 29, lớp 18 9 là 29,5 tiết. Đó. Do là có cái môn công nghệ là 1,5 tiết. Do đó cho nên là chúng ta phân bổ là ví dụ học kỳ 1 là 30, học kỳ 2 là 29, thì như vậy có một cái học kỳ là sẽ bị là 30 tiết. Là 30 tiết nhưng mà học một buổi sáng, như vậy là không đủ chỗ tiết chào cờ nữa. Chúng ta chú ý nhá. Đó. Rồi, bây giờ đối với cấp 2 thì chúng ta chú ý là nó có hai môn tổ hợp là môn lịch sử và địa lý và môn khoa học tự nhiên. Đây là hai môn mà nó thay thế cho môn là sử địa và lý hóa sinh của các năm trước. Như vậy trong nhà trường của chúng ta là như sau, lớp 6 học lịch sử địa lý và tự nhiên. 7 8 9 vẫn học là lịch sử địa lý hóa sinh. Đó. Đây là chỗ mà hơi phức tạp của lớp của cấp 2. Tiếp theo là cấp 3. Ở cấp 3 thì nó tương đối phức tạp. Đó, thì nó có như sau. Các môn học sẽ được phân làm môn bắt buộc, môn lựa chọn, rồi là nhóm môn khoa học xã hội, nhóm môn khoa học tự nhiên, nhóm môn công nghệ và nghệ thuật, rồi nhóm môn là chuyên đề. Đó là như vậy là nó phức tạp hơn. Và chúng ta sẽ quan sát như sau. Nhưng mà tổng số tiết thì vẫn là một, mỗi một lớp sẽ học 29 tiết, nhưng mà đã đủ cho các tiết chào cờ nữa. Như vậy là với lớp 10, 12 là vẫn đủ tiết chào cờ cho tất cả các môn, các lớp học. Còn lớp cấp 1, cấp 2 là một số lớp là không đủ tiết chào cờ. Chúng ta chú ý là trong trình của chúng tôi là tiết chào cờ là một tiết riêng biệt, thường là thứ hai đầu tuần, là không liên quan đến các cái môn học cả. Thì nếu một số môn học mà số tiết môn học mà bằng 30 thì không có chỗ cho chào cờ nữa. Cho nên là các trường phải suy nghĩ nhé, phải làm sao đó để mà phù hợp với trường mình, là tùy các trường sẽ xử lý. Rồi, thì đó là tôi vừa mới nói sơ qua kia. À như sau, tôi nói luôn cái này nhé. Tôi nói xong và sau luôn, chứ điều nó ngay này thì nó hơi không khó. Để tôi xong và sau luôn. Là tôi sẽ nói về
cái cách mà phần mềm của chúng tôi xử lý với chương trình mới này như thế nào, chưa nói chuyện là các cái chức năng nhé, chỉ là nói là cái cách mà phần mềm sẽ lưu trữ chương trình mới này như thế nào thôi, còn chúng ta chưa học đến chưa nói chuyện là áp dụng như nào, những lại nữa chúng ta sẽ nói sau. Được rồi, chúng ta sang slide tiếp theo là slide nói về cái mô hình môn học mới ở trong chương trình của chúng tôi là như sau nhé. Cái này cái quan trọng là chúng ta chú ý nhé. Trong chương trình STKB 2.0 của chúng tôi sẽ làm như sau, sẽ lưu trữ là hai danh sách môn học. Chúng ta chú ý nhé. Một là danh sách môn học cứng theo chương trình giáo dục mới. Thế chúng ta phải lưu vào để làm gì? Lưu vào để chúng ta có thể là quan sát, theo dõi. Cái danh sách một này là không, chúng ta không sửa được, không xóa được, không thêm được, không thay đổi được. Nó là cứng ở trong chương trình. Để làm gì? Vì hiện nay là chúng ta vẫn đang ở trong chế độ chuyển đổi giữa cũ và mới. Một số lớp là học cũ, một số lớp là học mới. Thì nếu chúng tôi không đưa vào đây thì các nhà trường chúng nó lung túng và họ sẽ không biết đâu là cũ, đâu là mới. Cho nên chúng tôi phải đưa vào hai cái. Một là danh sách các môn học cứng theo chương trình dục mới, mà tôi gọi cái này là môn học cứng. Và hai là danh sách môn học hiện thời với những cũ hiện nay. Là danh sách môn học để phân công môn học và xếp công việc như bình thường. Như vậy là chúng ta mọi khi chúng ta vẫn dùng một danh sách môn học thôi, là danh sách môn học 2 này. Còn trong phần mới của chúng tôi này sẽ đưa vào thêm một danh sách nữa cứng, là danh sách các môn học cứng theo trình đào tạo mới. Các bạn hiểu chưa? Như vậy các bạn chú ý nhé, ở trong phần mềm sẽ lưu trữ hai danh sách mềm, danh sách chúng ta đang dùng, danh sách cứng để chúng ta tham khảo và chúng ta áp dụng cái đó vào cái danh sách mềm này. Trong thời kỳ đầu tiên chuyển đổi thì các môn học chúng ta sẽ lẫn lộn giữa các môn học hiện thời và môn học cứng và các môn học trong chương trình cứng nhé. Mà sau năm 2025 trở đi thì các môn học mềm sẽ giống hệt, hai cái này sẽ giống hệt nhau. Đó. Còn bây giờ thì vẫn chúng ta vẫn còn phải lưu hai cái đó để chúng ta chú ý. Các bạn chú ý nhé. Như vậy là cái danh sách nhà cứng để làm gì? Để chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi và chúng ta có thể cập nhật từ cứng vào mềm. Đây là cái mềm nhé. Là cái chúng ta đang dùng từ xưa nay đấy. Chúng ta sẽ copy từ bên này được, copy sang được. Và cái mềm này là cái hiện nay chúng ta vẫn đang hỗn độn giữa cũ và mới. Cho nên ở trong cũ này, nó có cả cái môn là học tự nhiên, có cả môn lý, cả môn hóa, cả môn sinh, cả môn lịch sử địa lý, cả môn lịch sử và môn địa lý nữa. Chúng ta chú ý là nó lẫn lộn như vậy nhé. Và chúng ta phải rất chú ý đâu là danh sách hiện thời, đâu là danh sách cứng. Và trong hiện thời này, chúng ta phải phân biệt được đâu là cái mà hiện thời thật, đâu là cái của cái mới. Đó. Chỉ sau năm 2025 trở đi thì tất cả đều là mới hết, thì không nói gì. Còn bây giờ ấy, vẫn là cũ. Mà thậm chí sau năm 2025 nhé, khi mà chúng ta chưa có đủ giáo viên cho cái môn chung là khoa học tự nhiên, thì chúng ta cũng phải duy trì giáo viên lý hóa sinh riêng biệt ra, thì vẫn có môn lý hóa sinh. Rồi nó không học. Đó. Vẫn phải duy trì cái môn là lịch sử địa lý, trừ khi mà tất cả các trường trung học cơ sở, tất cả giáo viên đều có thể dạy gộp được cái môn học xã hội, dạy gộp được môn học tự nhiên, thì chúng ta mới bỏ hẳn các môn là lý hóa sinh sử địa ra khỏi chương trình môn học. Còn không, chúng ta cũng phải giữ lại nhé. Nhưng mà trong sách này nó vẫn là khác biệt so với sách cứng này. Tôi nghĩ là phải 10 năm nữa nó mới hết, phải 10 năm sau khi mà chúng ta có đủ hết những môn giáo viên mới thì chúng ta mới loại bỏ những môn cũ ra. Còn hiện nay vẫn trong sách cũ này, trong sách hiện thời này vẫn phải dùng cả hai loại môn học, môn học hiện thời và môn học mới, nó khác nhau. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát nhé. Cùng nhau quan sát các cái môn học mới. Tôi chỉ lấy sinh môn học mới thôi. Và được phân bổ theo từng khối cấp như thế nào. Để chúng ta quan sát. Và từ đó chúng ta sẽ rút ra được cái mà chúng ta sẽ áp dụng cho trường mình. Thế đây là cái sách mà chúng tôi đã tham khảo rồi. Chúng tôi đã phân bổ sẵn rồi. Chúng ta chỉ được dùng thôi, không cần sửa nữa. Đấy, nhé. Đây,
Thì trước đầu tiên là cái danh sách của cái môn, danh sách của cái lớp học của tiểu học. Đó, chúng ta chú ý nhé. Thì môn học của toàn bộ tiểu học, đây là cái môn học, đây là sách môn học mà nó sẽ cố định cứng sau năm 2025. Thì như thế này. Còn từ đây lúc đó thì nó sẽ chuyển đổi dần sang cái mới nhé. Từ lớp 1, năm nay lớp 1, năm sau lớp 2, sang lớp 3. Sau 5 năm nữa thì tất cả 1 năm giống như này hết nhé. Và hiện thời chúng ta có dùng lẫn lộn giữa hai loại là chương trình mới và cũ. Còn đây trên màn hình của các bạn là chương trình mới nhé, chương mới. Chúng tôi đã phân bổ lại rồi, hợp lý rồi là như sau này. Chúng ta sẽ có là 15 môn học. Môn học hoạt động trải nghiệm này. Theo chương trình là 3 tiết. Nhưng chúng tôi đã phân bổ sang một tiết sang môn sinh hoạt rồi. Như vậy là hợp lý rồi nhé. Như vậy là hợp lý. Như vậy chúng ta sẽ có cái phân bổ tổng thể ở đây. Là 30 rồi nhé. Như vậy là vừa vặn khít rồi nhé. 30. Như vậy nha nhỉ. Như vậy theo chương trình này mới này nhé. Thì nếu trường chúng ta mà có một tiết chào cờ buổi sáng nữa, 4 năm là không đủ. 4 năm là không thể chào cờ được nữa. Chỉ có là lớp 1, 2, 3 chào cờ là được. Còn 4 năm là chịu. Đó, vì 4 năm chúng ta không đủ tiết. Trừ khi chúng ta chia phân bổ làm 2 buổi. Đây tôi nói về một buổi nhé. Còn chúng ta chia bổ ra 2 buổi thì chúng ta thoải mái, thì vô tư. Còn nếu chúng ta học một buổi thôi thì 4 lớp 4 lớp 5 là riêng tiết học cứng, bắt buộc đã là 30 tiết rồi. Như vậy là không có tiết cho chào cờ nữa. Tổng số tiết này là chỉ cộng có tiết bắt buộc thôi, còn các môn cái tiết đỏ này là lựa chọn này, là không có này. Như vậy là môn học của tiểu học sẽ bao gồm có hai loại môn, là môn bắt buộc và môn tự chọn. Thì chúng tôi gọi cái này là chúng tôi gọi cái chủ tính này gọi là nhóm môn. Nhắc lại nhé, môn sinh hoạt là môn bắt buộc phải có, và chúng tôi đã chia sẻ cái môn này cho cái môn học động trải nghiệm. Như vậy sinh hoạt chính là một tiết của hoạt động trải nghiệm. Được chưa? Môn sinh hoạt là bắt đầu, bao giờ là môn số 1 của danh môn học và không xóa được. Là chú ý nhé. Chúng tôi đã lên cái chương trình là quy định là như sau, nó tương đối là hoàn chỉnh rồi. Là tên môn là bằng tiếng Việt hoàn toàn. Đó. Còn mã môn là chúng tôi dùng maximum là 4 ký tự. Xin đọc đây. Mà chúng tôi đã làm tương đối chuẩn rồi. Chúng ta có thể dùng theo đúng như này thôi, không quên sửa nữa nhé. Thì đây chính là sách cái môn học mà theo phân bố tiết chuẩn theo chương trình mới. Chương trình mới nhé, không phải theo chương trình hiện tại. Đấy, không có 15 môn. Các bạn chú ý là các bạn chú ý cái chương trình của cái môn học mà tích hợp nhé. Với lớp mà cấp 1 thì nó có là môn tự nhiên xã hội. Là môn mà gộp của tiên xã hội sẽ là môn bắt buộc học 3, 4 năm 2, 3, 4 1, 2, 3 lên 4 năm, trong tách ra là 2 môn, là môn lịch sử và địa lý và môn khoa học. Đó, thì lịch sử địa lý chính là cái phần xã hội này, còn khoa học chính là cái phần này. Thì với cấp 1 này thì không có khái niệm là môn tổ hợp, nhưng mà chúng ta thấy bắt đầu có cái sự là hình thành cái việc là phân tách ra cái vật này chuyên môn đấy, tách ra một cái việc tự nhiên xã hội. Môn lịch sử và địa lý của cấp 1 có ký hiệu là LSDL nhé. Yeah. Chúng ta chú ý một chút này, là lên cấp 2 cũng có môn học này nhé, nhưng mà được ký hiệu khác, là ký hiệu là khoa học xã hội. Chúng ta chú ý đấy. Như vậy với cấp 1 chỉ có hai loại môn là môn bắt buộc và môn tự chọn. Và kiểu là ở đây, phân bổ là ở đây nhé. Đấy. Thì cái bảng này là cái bảng mà các bạn có thể xem được ở trong phần mềm. Trong phần mềm nó có cái bảng này. Chúng ta có thể bấm nút mà xem được cái chương trình khung của bộ. Nhưng mà cấp 1 là không có gì đặc biệt lắm. Chúng ta chú ý như vậy thôi. Nên cấp 2 này, cấp 2 sẽ khó hơn nhiều nhé. Cấp 2 đây, đây là cái chương trình khung của cấp 2 của bộ. Nhưng mà chúng tôi đã lưu trong máy tính. Và các bạn chỉ cần mở ra xem. Đây là cái chương trình danh sách cái môn học cứng, môn học phích cứng của phần mềm TKB, STKB.
Tức nhất lại là phần STB của chúng tôi là nó có hai chương trình môn học, một chỉ môn học cứng và hai chỉ môn học hiện thời. Thì đây là chỉ môn học cứng. Chúng ta chú ý như sau nhé. Thứ nhất là chúng tôi vẫn chia ra cái môn học trải nghiệm này này. Theo chương trình cứng là 3 tiết, chúng tôi phân bổ sang cho sinh hoạt nữa. Sinh hoạt đây là một tiết, bởi hoạt động trải nghiệm là 2 tiết. Được chưa? Đó. Tiếp theo các bạn chú ý nhé, là có 3 môn học của cấp 2 là có tính là tổ hợp, là môn khoa học tự nhiên. Đây. Nó tổ hợp của 3 môn là lý, hóa, sinh. Nó mã tổ hợp nó là 1 nhé. Không, tức là môn đơn không tổ hợp. Môn lịch sử và địa lý. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Nó là môn tổ hợp với 2 môn là sử địa. Mã môn là khoa học tự nhiên. Như vậy trong chương trình khung của bộ sẽ có 2 môn trùng tên là môn lịch sử và địa lý. Môn lịch sử địa lý cho tôi học đặt tên đặt mã nó là LSDL và môn lịch sử địa lý cho cấp 2 đặt tên là khoa học xã hội KHSCH nhé. Và môn nghệ thuật tổ hợp của 2 môn nhạc và mỹ thuật. Được chưa? Ở trong chương trình cấp 2 các bạn thấy nhé, nó sẽ có các môn học là lý, hóa, sinh, sử, địa, nhạc và mỹ thuật. Những môn này tôi để phân bổ đây là không có gì nhé. Đó. Những vấn đề ở đây để mà nó nằm trong cái môn này. Như vậy như đây là những cái môn con nằm trong cái môn tổ hợp. Thế nào, như vậy môn con yên này là tổ hợp của 2 môn, của 3 môn là lý, hóa, sinh. Môn khoa xã hội sử lý là tổ hợp của 2 môn là gì, là sử địa, là môn nghệ thuật tổ hợp của 2 môn là nhạc và mỹ thuật, mà thấy không nào. Thì như vậy là đây là các môn học cứng chúng tôi để ở trong chương trình và cuộc này chúng ta sẽ dùng mãi về sau, vì tôi nghĩ rằng trong tương lai nữa chúng ta vẫn khó có thể có đủ giáo viên dạy tổ hợp chung cho tất cả môn học tự nhiên được, tổ hợp chung cho lịch sử địa lý được, tổ hợp chung cho nghệ thuật. Trong tương lai vẫn phải có cái người dạy nhạc riêng, người dạy vẽ riêng. Đấy. Thì chúng tôi để nguyên như này là rất hợp lý rồi. Chúng ta mặc dù như môn là lý, hóa, sinh, lịch sử địa lý, âm nhạc là phân bổ là zero. Vì sao? Vì nó nằm ở trong này rồi. Đây, tự nhiên đây là 4 tiết. 4 tiết này là cả lý, hóa, sinh nhá. Kia lịch sử lý này là 3 tiết là cả sử và địa đây. Và môn nghệ thuật là 2, phân bổ cho cả mỹ thuật và âm nhạc. Bạn nhìn rõ chưa nhỉ? Đó, bạn chú ý nhé. Như vậy các bạn thấy là như vậy đây là hai cái môn mà rất là cái mới đây. Hai môn này và môn này nữa là ba cái môn mới ở trong chương trình cấp 2 mới sẽ gộp lại. Nhưng mà bản chất nó là cái phần gộp của phần tổ hợp của các môn thành viên ở bên trong. Như vậy là cái môn khoa học tự nhiên của cấp 2 sẽ gồm có là 3 môn tổ hợp lại là lý, hóa, sinh. Môn lịch sử địa lý là gồm có 2 môn sử địa gộp lại và môn nghệ thuật gồm có 2 môn là nhạc mỹ thuật. Đây là trình gốc của bộ, còn chúng ta cũng áp dụng thực tế tùy các bạn nhé, tùy vì tôi nghĩ là sang năm khi mà bộ đưa vào chương trình mới đấy thì bộ sẽ đi kèm theo những cái nghị định, những cái công văn để chúng ta có thể uyển chuyển thay đổi, chúng ta sẽ thay đổi theo. Hiện nay chúng ta có để cứng như thế này. Còn chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ copy cái này về chương trình, về danh sách hiện thời. Copy về nhé. Copy về và chúng ta sửa đổi theo ý muốn của chúng ta, của hướng dẫn của bộ hay của sở hay của các cái phòng giáo dục. Còn chúng tôi sẽ lưu trữ máy tính là cái phần cứng, cái phần khung cứng của bộ để chúng ta có thể quan sát, theo dõi và áp dụng. Được chưa? Trong cái phần này là cái khó nhất của cuộc trình cấp 2 chính là cái phần 3 cái môn tổ hợp đó. Thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Tôi nói xong. Có rất nhiều cách để chúng ta xử lý chỗ này. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ sang cấp 3. Cấp 3 khó hơn nhiều. Đây, cấp 3 là như thế này, chúng ta sẽ có sẽ phức tạp hơn. Nó sẽ có cái nó không rõ ràng. Nhưng mà như này, cấp 3 là các môn học sẽ được chia làm mấy nhóm đây, làm 6 nhóm. Nhóm bắt buộc, kiểu nhóm là mã nhóm là không. Nhóm khoa học xã hội là 3 môn lịch sử địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật là mã nhóm là 1. Nhóm khoa học tự nhiên mã nhóm là 2.
gồm các môn là vật lý, hóa sinh. Nhóm công nghệ và mỹ thuật nghệ thuật gồm có 4 môn là môn công nghệ, tin học, âm nhạc và mỹ thuật. Nhóm chuyên đề không có tên, đặt tên là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3 nhé. Đó. Và nhóm tự chọn ký hiệu là mỗi nhóm là 10. Đó. Cho nên là đối với các bạn như sau này, nó sẽ có là các môn học như thế này và nó chia làm 6 nhóm. Trong đó là cái nhóm không và nhóm bắt buộc đưa vào chương trình. Và các lớp học sinh sẽ được chọn như sau. Sẽ được chọn là 5 môn trong 10 môn này. Trong 10 môn là của 3 nhóm, học xã hội, học tự nhiên, công nghệ và nghệ thuật. Học sinh được chọn là 5 môn trong 10 môn này. Môn trong 10 môn này nhé, được chọn 5 môn. Và trong 5 môn đó phải nằm trong cả ba nhóm. Vì học sinh sẽ chọn là học gì? Học lịch sử, địa lý, học vật lý, học tin học và âm nhạc. Như vậy là đủ 5 môn. Thế là học sinh có thể chọn là gì? Học lịch sử, địa lý, giáo dục, 3 môn khoa xã hội, học môn sinh học, tự nhiên, học môn tin học. Hoặc sinh có thể chọn là gì? Sinh có thể chọn là học tin học, công nghệ, 2 môn, và vật lý, hóa và địa lý. Ví dụ như vậy. Như vậy học sinh được chọn 5 môn trong số 10 môn này. Và 5 môn đó phải chia đều, phải chia cho mỗi một nhóm này phải có tự nhiên là một môn được chọn. Lựa chọn này là như sau. Lựa chọn này là tôi nghĩ là các nhà trường chọn như sau, sẽ là phân về các cái lớp và phân bổ theo khả năng hiện có của nhà trường. Không phải là tùy chọn đâu nhé, vì chúng ta không đủ giáo viên, không đủ lượng để chúng ta làm. Không thể chúng ta lớp chúng ta trường chúng ta là có là 15 môn, 15 cái lớp cấp 3, không thể là 15 lớp là 15 kiểu được. Chúng ta chỉ chia là một hai kiểu thôi. Tôi nghĩ chắc chắn là sẽ chia theo kiểu là khối A, khối B, khối C thôi. Ví dụ như là khối A thì như thế này, tôi cho chia làm vài ba cái nhóm chính và chúng ta phân bổ theo các nhóm cho các lớp. Đó. Riêng chuyên đề là như sau. Chuyên đề là như này. Đây là chỗ rất là khó. Chuyên đề là như sau. Tức là trong chính trường mới thì cho phép là học sinh là mỗi một lớp học ấy, một năm được học 3 chuyên đề. Đây. Ba chuyên đề. Thì chuyên đề là những cái chuyên đề phụ cho những môn học này. Tất cả môn học này đều chuyên đề hết nhé. Tất cả các môn học từ số đánh số từ số 1 cho đến số 16 này đều có chuyên đề hết. Và các chuyên đề này là lớp 10 có chuyên đề, lớp 11 chuyên đề, 12 chuyên đề, và học sinh được chọn trong số các chuyên đề đó. Thì học sinh là được chọn 10 môn. Nhỉ. Tức là 5 môn bắt buộc ở đây và 10 môn ở đây. Thì học sinh được chọn là 3 chuyên đề này là 3 chuyên đề là 3 chuyên đề nằm trong 10 cái môn học đã chọn. Được chưa? Thì tôi cho các bạn xem cái chuyên đề nhé. Đây. Trong phần mềm đã lưu trữ sẵn tất cả các chuyên đề rồi. Đây. Trong phần mềm lưu trữ rồi, chúng ta chỉ phải tra cứu và chúng ta tìm thôi. Chuyên đề đây nhé. Thì chuyên đề nó gồm có là mã chuyên đề, tên chuyên đề và ghi rõ là chuyên đề đó gồm có những phần nào. Mỗi chuyên đề như vậy nó được chia làm 3 cái chủ đề. Đây, chủ đề 1, chủ đề 2, chủ đề 3. Đó. Và chúng ta lựa chọn các chuyên đề đây. Tổng số chuyên đề của theo chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo là bao nhiêu chuyên đề? Là 42 chuyên đề. Nhưng mà không phải chuyên đề nào có giáo viên đâu. Tùy thuộc vào các nhà xuất bản. Nhưng mà họ có sách chúng ta mua về và chúng ta sẽ cho phép giáo viên dạy theo chuyên đề này. Chứ không phải là chúng ta dạy chuyên đề một cách là bừa bãi. Chuyên đề cũng phải theo chương trình đào tạo. Thì mà theo tôi biết là các nhà xuất bản không phải xuất bản tất cả mọi chuyên đề đâu, một số thôi. Thì chúng ta sẽ lựa chọn những chuyên đề theo sách giáo khoa đã có. Bây giờ tôi là người hiện nay tôi đang làm trong nhóm viết sách tin học, thì tôi có viết cả 2 chuyên đề của môn tin học. Đây môn tin học đây nhé, cho các bạn xem cái môn tin học tí này. Môn tin học mà nó sẽ có 2 chuyên đề cho mỗi lớp. Đây là chuyên đề tin đấy nhé, là chuyên đề tin học CS là tin học, là chuyên đề tin học học máy tính, và chuyên đề tin học là ICT là ứng dụng máy tính. Như vậy là mỗi một lớp 11, 12 sẽ có 2 chuyên đề, một chuyên đề là học máy tính và một chuyên đề là ứng dụng tin học.
thì chúng ta có thể chọn một trong hai trường đó để dạy cho học sinh. Cho nên được học sinh được quyền chọn một trong hai cái đó. Thế nên ở đây cái chuyên đề này thì có hai cách. Một là vì mỗi lớp chỉ có ba chuyên đề thôi, học sinh có thể chọn là chuyên đề tin, một là tin học chẳng hạn, thì giáo viên chúng ta sẽ dạy một trong hai chuyên đề, hoặc là chuyên đề tin học hoặc máy tính, hoặc chuyên đề tin học ứng dụng. Thì cái này là hoặc là tùy học sinh chọn, hoặc là tùy giáo viên có chúng ta dạy, nhưng vẫn là phải chuyên đề tin học. Chuyên đề công nghệ thì có hai chuyên đề, là chuyên đề công nghệ về nông nghiệp và một chuyên đề công nghệ về công nghiệp. Công học khác chỉ có một chuyên đề thôi, như là một chuyên đề về toán, một chuyên đề về ngữ văn, một chuyên đề về quốc phòng và an ninh, một chuyên đề về sử địa lý vật lý hóa sinh đều có một chuyên đề, âm nhạc mỹ thuật có một chuyên đề riêng, công nghệ tin học thì có hai chuyên đề trong mỗi một khối lớp đó. Thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái khả năng của giáo viên thì chúng ta dạy cho học sinh đó. Thì đó là cái phần tôi nói về cái này nhé. Rồi, như vậy là đối với cấp 3 thì sau cấp 3 thì mai chưa học đến tháng năm, mới đầu học mà tôi nói dữ này là nó khó hơn. Cho nên như sau, chúng tôi sẽ cho phép là mỗi một lớp học, phần mềm có chức năng là mỗi lớp học sẽ lựa chọn các môn học cho lớp học của mình. Mà tôi gọi là chức năng là phân công môn lớp, phân công lớp học theo từng lớp một, được chưa? Chọn xong rồi, phích lại rồi thì sẽ lưu cho máy tính, và khi mà chúng ta phân công chuyên môn ấy, chúng ta sẽ mở cái bảng nó ra, chúng ta sẽ xếp phân công cho cái từng lớp một. Ví dụ lớp 10A chẳng hạn, lớp 10A đăng ký học là lịch sử địa lý sinh học tin học mỹ thuật 5 môn, thì chúng ta sẽ phân công cái môn học đó cho giáo viên dạy cho cái lớp 10A, ví dụ như vậy. Còn chuyên đề thì hình như là có 3 chuyên đề rồi, lúc 3 chuyên đề rồi, cứng rồi. Có chuyên đề nào chúng ta sẽ điền sau vào. Ví dụ lớp 10A chọn chuyên đề là tin hóa sinh, lớp 10B chọn chuyên đề là lịch sử vật lý công nghệ 1, ví dụ công nghệ nông nghiệp. Lớp 10C lại họ chọn chuyên đề khác, thì chúng ta sẽ ghi vào một cái bảng khác. Còn trong cái biểu chỉ ghi là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3, không ghi rõ là chuyên đề 1 là cái gì. Trong một cái bảng khác ghi rõ là lớp 10A chuyên đề 1 là cái này, chuyên đề 2 là cái này, chuyên đề 3 là cái này. Còn trên kho biểu chỉ ghi là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3 thôi. Cho nên cái tên môn học của nó là tên môn học là chuyên đề 1, ký hiệu là mã môn là CD1. Chuyên đề 2, tên môn học của chuyên đề 2, mã môn là CD2. Tên môn học của chuyên đề 3, mã môn là chuyên đề 3. Các bạn có hiểu không nhỉ? Đây là cách chúng tôi phân bổ, chúng tôi ký hiệu. Đây là sách các môn học được phân bổ trong chương trình giáo dục mới nhé, cứng ấy, của thầy kho biểu được phân bổ. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại một lần nữa. Như vậy là trong phần mềm chúng tôi đã lưu trữ ngoài cái môn học hiện thời đang có trong phần mềm của chúng ta này. Khi các bạn nâng cấp lên, các bạn sẽ thấy là có một cái sách mới được tạo ra. Một tôi gọi là sách môn học cứng. Sách mới này chúng ta chỉ được xem, chúng ta không sửa được. Chỉ quan sát, xem, không được phép sửa. Được chưa? Là những cái gì? Chúng ta cùng nhau quan sát. Thì đây là toàn bộ tất cả các môn học của nó gồm có là tất cả 32 môn. 32 môn này là 32 cái môn học cứng trong cái phần mềm STKB 2.0. và các bạn thấy nó mở rộng rất nhiều thuộc tính về nhóm này, thuộc tính là phân bổ này, thuộc tính là tổ hợp này, số lượng môn con này, rồi là các môn con cụ thể này, hay là cái đây là cái thuộc tính cũ này, là màu sắc này, tự nhiên xã hội hay là môn chính. Thì vì nó mở rộng ra các thuộc tính cho nên cái môn học hiện thời cũng mở rộng ra như vậy. Cho nên là trong cái phần mềm của chúng ta hiện nay, cái STKB 2.0, thì cái phần mà phức tạp nhất là phần là mở rộng thuộc tính các môn học. Vì môn học của cứng mở rộng ra cho nên là môn học hiện thời cũng mở rộng ra luôn. Các bạn thấy nhé, mở rộng ra luôn. Và các bạn, cho nên cái lệnh nhập môn học là lệnh khó, không mọi năm là lệnh nhập môn học là rất là dễ. Chúng ta chỉ việc thêm môn và thêm mã môn, thêm môn là xong. Nhưng bây giờ không, bây giờ chúng ta sẽ phải nhập thêm về thuộc tính về nhóm, thuộc tính về phân bổ, thuộc tính về tổ hợp,
tổ hợp là có thì phải nhập số lượng môn con và nhập các môn con, các một thành viên của nó. Đây ví dụ là môn khoa tự nhiên sẽ là gì, sẽ là tổ hợp mà có ba môn con là vật lý, hóa và sinh. Môn lịch sử và địa lý học tự nhiên đây là cái môn khoa xã hội, đây là cái môn là có hai môn con. Chúng ta chú ý nhé, trong trình cố định này có hai môn trùng tên là môn lịch sử và địa lý. Lịch sử địa lý đây là cho tiểu học, ký hiệu là LSDL, và cái môn lịch sử địa lý cho cấp 2 là tên là ký hiệu đó là khoa học xã hội. Hai môn này là hai môn có tên trùng nhau nhưng mà hai môn khác nhau, hai môn khác nhau đây, các bạn thấy chưa nhé. Môn lịch sử địa lý là môn là thuộc kiểu đó là một nhóm bắt buộc và phân bổ cho lớp 1. Chứ đây ghi phân bổ đây này, đây là cấp 1, cấp 2, cấp 3 này. Một đây là phân bổ cho lớp 1 thôi này, là môn đơn này, không phải là môn, không phải là môn tổ hợp này. Môn lịch sử địa lý ở trong cấp 2 là môn thuộc môn nhóm môn khoa học xã hội, kiểu nhóm là 1 nhé, phân bổ cho cấp 2 đây, cấp 2, và nó là môn tổ hợp gồm có hai môn con là môn lịch sử và địa lý. Bạn thấy không nào? Đấy nhé. Môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên là môn kiểu là 2 là khoa học tự nhiên, là phân bổ của nó là 0010, tức là phân bổ cho cấp 2 nhé. Đó, môn tổ hợp gồm ba môn con vật lý, hóa và sinh học. Cho nên là trong cái lệnh mà các bạn phải chú ý là cái lệnh mà phức tạp nhất cần phải chú ý là cái lệnh là nhập danh sách môn học của chương trình mới, vì là nó là mới, là nó mở rộng ra các thuộc tính, cho nên là nó rất là khó, nó không như là ngày xưa nữa đâu. Chúng ta phải nhập rất cẩn thận. Nhưng mà các bạn chú ý cho nhập và nhập, chúng ta cũng có thể xem lại từ cái trình gốc, từ cái danh sách môn học danh sách môn học cứng ấy, chúng ta sẽ copy sang bên này, copy sang cái trình môn học bình thường. Nhưng mà trình môn học thời khi copy sang là phải giống hết chương trình mới, chúng ta không nên thay đổi. Ví dụ môn học cũ của nó, môn học mới cứng ấy, khoa học tự nhiên là môn tổ hợp, chúng ta đưa nó về chương trình của chúng ta lại bỏ tổ hợp đi, chúng ta không hay thì nó rất là phức tạp, nó làm rất là khó trong cái việc chúng ta xử lý sau này. Nó vẫn phải là môn tổ hợp, được chưa? Giả sử cái môn ở trong cái môn tùy các bạn, những cái này rất là linh hoạt. Ví dụ như là cái này có rất hay của nó này. Ví dụ như là cái môn ngoại ngữ chẳng hạn, trong chương trình của chúng ta trước vẫn là môn đơn, một giáo viên dạy thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn cho nó trở thành là nhiều môn dạy thì chúng ta sẽ biến thành môn tổ hợp, thành có hai môn con là ngoại ngữ hai, gồm có hai người dạy khác nhau. Ví dụ lấy như vậy chúng ta sẽ xử lý được hay hơn nhé. Được rồi. Nhưng mà đây là 16 môn đầu tiên của chương trình sách, còn đây là 16 cái môn tiếp theo. Và thêm nó có rất nhiều môn, nên là môn đây là cái môn lý, hóa, sinh, nhạc, mỹ thuật này. Đó. Đây là cái môn mà là môn phân bổ cho cấp 2, cấp 3, thấy không nào? Cái môn chuyên đề 1, chuyên 2, chuyên đề 3 đây. Thì nhóm 4 này là nhóm chuyên đề đây. Đấy. Và được phân bổ như thế này. Đấy nhé. Riêng hai môn là tiếng dân tộc và ngoại ngữ 2 thì luôn là môn tự chọn rồi, là phân đồng trong môn kiểu là 10. Môn là cái môn này phân bổ cho cả ba cấp nhé. Thế đây là cái bảng danh sách môn học cố định trong cái có biểu. Chúng ta chú ý nhé, trong phần mềm chúng ta chỉ có hai danh sách môn học cố định, chúng ta chỉ việc xem không sửa được. Và môn danh sách môn học hiện thời chúng ta vẫn có từ xưa đến nay. Nhá, xưa đến nay. Thì các bạn, tôi khuyên các bạn là các bạn về nhà, các bạn khi các bạn nâng cấp lên ấy, thì các bạn nên đổi cái mã theo đúng cái mã của cố định này thì nó hay hơn, không chứ không nghĩa là hai cái mã lệch nhau nó không hay, thì phần mềm nó hiểu là hai mã khác nhau, phần mềm nó hiểu là hai mã khác nhau nha. Thì về về nó chỉ quản lý theo mã thôi, còn tên là nó không quản lý, tên là phép trùng nhau nhưng mà mã thì phải là khác nhau. Đó, như vậy là các thuộc tính của môn học trong phần mềm của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều, đã mở rộng ra rất là nhiều. Đây, nó không như ngày xưa nữa, nó còn có là mã môn vẫn như xưa này, tên môn vẫn như xưa này, nhóm môn phức tạp hơn, thiếu nặng. Nhóm môn thì với cấp 1, cấp 2 chỉ là môn bắt buộc và tự chọn thôi. Nhưng với cấp 3 có thêm là môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ và nghệ thuật là môn chuyên đề. Như vậy nó chia là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái nhóm môn khác nhau. Nó khác nhau nhé. Mỗi nhóm môn là nó khác nhau luôn, vì nó rất quan trọng. Nhóm môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên là cho hiểu rồi, cái môn định hướng về nội dung. Môn công nghệ là gì, định hướng nội dung. Nhưng môn chuyên đề, môn chuyên đề là môn tương ứng với một chuyên đề của chương trình. Môn tự chọn là môn có thể học hoặc không học. Phân bổ
phân bổ được thì phân bổ để ta biết là cái môn này được phân bổ cho lớp nào, cái ý nghĩa của nó như này. Ý nghĩa là khi mà phần mềm sẽ dựa vào đây thì chúng ta phần mềm sẽ tự động phân bổ cho các lớp khi chúng ta khởi tạo một cái lớp học mới, khởi tạo một cái trường mới thì phần mềm sẽ tự động phân bổ cho các lớp nhé. Môn tổ hợp, cái này là mới này, môn tổ hợp hay là môn đơn. Tổ hợp rồi thì có bao nhiêu môn con, ghi rõ vào đây. Là môn tổ hợp là môn môn khoa học tự nhiên gồm có 3 môn con, môn địa sử địa lý thì có 2 môn con, môn gì nhỉ, môn nghệ thuật của 2 môn con. Còn cái đây là các cái ba cái sau là những cái thông tin cũ, môn chính, môn không chính, môn tự nhiên, môn xã hội, số học học môn. Phần này phần rất quan trọng đây. Số học học môn là cái gì? Là cái thông số chỉ ra cái số lượng tiết học của môn đó maximum có được ở trong cùng một thời điểm. Đây là cái màn hình chúng ta sẽ nhập môn học đấy nhé. Thì khác trước xưa, ngoài cái cột này ra còn có thêm những cái nhóm môn này. Nhóm môn này chúng ta sẽ hiển thị ở đây, chọn nhóm môn ở đây nhé. Thì và đây số học môn đây. Số học môn đây là cái gì? Là cái số mà tôi nhắc lại, mà đây tôi nhắc lại rồi là rất quan trọng đây. Đây là cái nôm na là cái số lượng tiết học maximum của môn học đó tại một thời điểm trên thầy có biểu, tại một cái tiết học đó. Ví dụ chúng ta chỉ có tiết học, chúng ta chỉ có 2 phòng tin thôi, thì chúng ta sẽ chọn đây là 2. Thì phần mềm sẽ xếp thì tại một thời điểm trong nhà trường chỉ có 2 lớp học tin thôi, không được phép là 3 lớp. Thì 2 lớp đó chúng ta có thể lên phòng tin bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta mà để nguyên như này thì phần mềm có thể xếp là, ví dụ là xếp cùng một tiết học nào đó là có 3-4 môn tin học. Thì như vậy ba lớp đó mà cùng lúc muốn vào học tin học thì không có phòng học, người ta chỉ có 2 phòng thôi. Cho nên là cái thông tin là số môn là rất quan trọng nhé, mà chú ý nhé. Đó. Thì như vậy chúng ta để chọn nhóm môn này, bấm vào đây thì sẽ chọn được cái tổ hợp là ghi đây nha, đây chọn môn tổ hợp. Đó. Còn cái nút này này, nút này là cái nút là phần mềm sẽ tự động copy từ chương trình cố định về chương trình, về cái sách môn hiện thời, bổ sung những môn còn thiếu vào cái chương trình chúng ta đang có. Được chưa? Đó, thì đó là một số cái điều và mới đấu trình của chúng ta cần phải chú ý. Thì đây là kế hoạch chúng ta sẽ chuyển đổi đây. Thì đến năm 2025 chúng ta sẽ chuyển đổi xong. Năm nay chúng ta sẽ bắt đầu học lớp 2 và lớp 6, sau năm là 3, 7, 10, sau năm nữa là 4, 8, 11, sau năm nữa là 5, 9, 12 và đến 2025 là chúng ta chuyển đổi xong. Để các bạn thấy nhé. Thì chúng ta chú ý hết, bắt đầu chú ý đến chuyện là chúng ta sẽ áp dụng cái trình mới này vào trong mềm là như thế nào. Chúng ta chú ý nhé. Đây. Cấp tiểu học không thay đổi. Ngoại trừ là chúng ta chú ý là lớp 4, lớp 5 số tiết học cứng đã là 30 tiết rồi. Cho nên nếu chúng ta mà học dồn vào một buổi ấy, thì không có chỗ cho tiết chọc cờ. Còn cấp 2, chúng ta chú ý đến 2 môn học rất quan trọng là môn khoa học tự nhiên và môn lịch sử và địa lý. Đây là 2 môn tổ hợp. Và chúng ta chú ý là môn học tự nhiên là tổ hợp của lý hóa sinh, lịch sử địa lý là tổ hợp của sử và địa. À, chú ý đến 2 cái đó nhé. Và cấp 3 thì chúng ta cần chú ý chuyện là phân công môn học cho từng lớp học, phân công theo cái mô hình của bộ. Đấy, chúng ta chú ý đến cái đó nhé. Riêng cấp 2 như sau, thì theo tôi là như thế này. Có 2 cách tiếp cận cho lớp 6 là như sau nhé. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ, vì chúng ta không có người dạy riêng cho cái môn lý hóa sinh, cho cái môn khoa học tự nhiên, thì chúng ta vẫn phải phân bổ cái này cho môn lý hóa sinh. Cho nên là như sau, chúng ta sẽ vẫn xếp các biểu cho lý hóa sinh như bình thường, nhưng mà hiểu là lý tức là khoa học tự nhiên, hóa tức là khoa học tự nhiên và sinh chính là khoa học tự nhiên. Ví dụ chúng ta phân bổ là 4 tiết gồm có là lý 1, hóa 1, sinh 2, cái lấy ví dụ đấy nhé. Và chúng ta xếp cho một tuần là 1 tiết lý, 1 hóa và 2 sinh. Môn khoa học tự nhiên là môn gì? Là môn có 4 tiết một tuần. Thì chúng ta xếp là lý 1, hóa 1 và sinh 2. Và trên thầy có biểu
chúng sau này chúng ta sẽ đổi tên môn lý thì môn đổi tên chữ chữ lý đấy, đổi tên thành gì, thành là khoa học tự nhiên, đổi chữ hóa thì khoa học tự nhiên, đổi tên thôi chứ không không phải đổi giáo viên nhé, và đổi cái chữ sinh học thành chữ khoa học tự nhiên. Tôi cho nó sau cách cái đổi nhé, bản mới là con đã có cho phép chúng ta đổi tên rồi đấy. Đó thì đám này là rất chúng ta xếp thử rất là dễ, vẫn là xếp riêng lý hóa sinh cho một tuần, và không vẫn xếp theo biểu vẫn như cũ, chỉ khi in ra chúng ta đổi tên trên thư có biểu. Nhưng đó là cách một nhé. Thì cách một là cách mà theo tôi là rất là an toàn, vì chúng ta bảo đảm rằng là gì, bảo đảm rằng là dạy là xếp theo biểu là ngon lành. Nhưng mà có cái cách một là có một cái không hay là có thể cái việc phân bổ này nó không hợp lý trên chương trình môn học, thì chúng ta rất là khó xử. Ví dụ cho chúng ta cái môn sách học tự nhiên chúng ta nó dạy là toàn lý, toàn hóa, toàn sinh, thì như vậy rất là khó, thì chúng ta không thể để như này được. Công lý phải dạy trước, sau đấy nó hóa rồi ông sinh dạy, ví dụ như vậy. Nhưng chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, tùy cơ lựa chọn cho từng trường một. Không bắt buộc cái người mà giờ sẽ thơ biểu sẽ phải bàn bạc với cái ông hiệu trưởng hiệu phó ấy làm sao cho hợp lý nhất. Đây là cách một nhé. Cách hai như sau. Nhắc lại này, cách một là cách là chúng ta sẽ tách cái môn, không có cái môn học tự nhiên nữa, và vẫn dạy, vẫn xếp cho cái môn lý hóa sinh như bình thường, và chúng ta sẽ biến đổi cái môn lý hóa sinh thành cái tên môn mới là môn học tự nhiên và in ra cho học sinh xem. Còn bên trong chúng ta vẫn hiểu đó là lý riêng, hóa riêng, sinh riêng, được chưa? Cách thứ hai như sau, là chúng ta tạo môn học mới là môn học tự nhiên như bình thường và phân công cho một người dạy thôi, và chúng ta sẽ phân xếp như bình thường. Nhưng khi mà xếp xong, chúng ta sẽ vào cái bản hoặc là bản TKB clone thì chúng ta sẽ phân bổ lại cho lý hóa sinh theo từng tuần. Cái này chúng ta sẽ học sau phần sau nhé. Vì cái bản mới của chúng tôi đã có chức năng nó gọi là TKB clone rất quan trọng. Chính chức năng này là chức năng để xử lý chuyện như thế này, tức là nó cho phép chúng ta có thể đổi tên một con học mà không ảnh hưởng gì đến cái giáo viên. Thứ hai là chúng ta có thể là phân bổ môn học tổ hợp cho các môn học con. Như trong một trường hợp của chúng ta là có 4 tiết học tự nhiên, thì tiết 1 chúng ta có thể học cái này, tức là tiết 1 của tuần này chúng ta sẽ đổi chuyển cái tiết 1 này thành môn lý. Tiết thứ hai chúng ta đổi thành môn sinh. Tiết thứ ba chúng ta đổi thành môn hóa. Tiết thứ tư đổi thành môn lý. Cho môn quan của nó đổi được chưa? Đấy, miễn là giáo viên của chúng ta là giáo viên làm dỗi ở chỗ đó. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ làm thế như vậy theo từng học kỳ hoặc từng nửa học kỳ một, tùy các bạn. Thì chức năng đó nằm trong chức năng gọi là chức năng TKB clone, nhưng rất quan trọng, được chưa? Như vậy có hai cách nhé, các bạn chú ý nhé. Dùng cách nào thì tùy các nhà trường sẽ xử lý, tùy giáo viên sẽ có biểu cộng với sự đồng ý của hiệu trưởng, chúng ta sẽ xử lý cái chỗ này. Chỗ này là chỗ này theo tôi là một trong chỗ khó nhất của phần mềm này, của thư có biểu cho cấp 2 đây. Còn với cấp 3 thì sẽ như sau, là các lớp khác nhau sẽ được phân bổ các môn học khác nhau. Phần mềm cho phép là phân công môn học theo từng lớp học. Dựa trên phân công này, người dùng sẽ nhập bảng không chuyên môn cho các lớp. Đó. Cái gì đó là cái mà tôi vừa rồi tôi nói xong cái phần đầu của hôm nay. Giờ tôi nói nhanh cho các bạn về cái chương trình giáo dục phổ thông mới, cách mà phần mềm của chúng tôi đã phát triển lên để áp dụng cho chương trình đó, và một số gợi ý cho chúng ta dùng cho cụ thể. Và cụ thể nhất là năm nay là năm dùng cho lớp 6 thôi. Còn sau năm là phức tạp rồi, sau năm là năm lớp 10 mới là phức tạp đây. Thì từ sau năm chúng tôi chắc còn phát triển nữa để cho nó áp dụng cho nó tốt hơn cho cấp 3. Và hiện nay là chưa, nên cấp 3 vẫn là như cũ. Cấp 3 vẫn như cũ. Còn riêng cấp 2 thì 7, 8, 9 vẫn như cũ. Chỉ riêng có khối lớp 6 thôi. Chúng ta tập trung sử dụng lớp 6 thật tốt để sau năm chúng ta tương tự làm như vậy với lớp 7, 8, 9. Được chưa? Nha. Rồi sang phần tiếp theo, phần thứ hai là phần tôi nói nhanh về cái quy trình 7 của sự cơ biểu như là cũ. Phần này tôi nói mãi rồi, tôi nói rất nhiều lần, thì các bạn có thể xem những video của tôi trước, mà tôi nhắc lại một số cái chính thôi để chúng ta có thể quan sát, được chưa? Đây, bây giờ tôi làm thử nha. Bây giờ tôi sẽ thì 7 bước đề là như thế nào.
Khi chúng ta mà mua phần mềm về hoặc là phần mềm mới thì chúng ta sẽ làm như sau. Bước bước 1, chúng ta khởi tạo một file TKB mới, file STB mới. Và cái file này là file sẽ khởi tạo một lần thôi và dùng vĩnh viễn. Được chưa? Rồi. Sau đó chúng ta sẽ nhập dữ liệu gốc của kho biểu, gồm có là danh sách môn học, danh sách lớp học, danh sách giáo viên, danh sách nhóm giáo viên. Đó là những cái dữ liệu gốc. Được chưa? Đó là bước 1. Bước thứ 2 là chúng ta là nhập cái thuộc tính của môn học và ràng buộc giáo viên. Thuộc tính môn học thì hầu như nhập một lần thôi và dùng mãi mãi. Còn giáo viên này cũng hầu như nhập một lần, thỉnh thoảng mới thay đổi. Khi có giáo viên mới, khi có một cái thay đổi đột xuất gì đó của giáo viên, ví dụ như là một giáo viên này nghỉ, giáo viên này là đang bình thường lại bị ốm, hay giáo viên này là nghỉ đẻ chẳng hạn, hay giáo viên này là từ bình thường lên lãnh đạo, chúng ta sửa một chút, kia còn nói chung chúng ta không thay đổi nhiều. Đó là bước số 2. Bước số 3 là bước quan trọng nhất, là bước là chúng ta sẽ nhập bảng phân công chuyên môn cho từng cho công việc. Thì cho nhập bảng phân công chuyên môn cho lớp, cho khối sáng riêng và khối chiều riêng nhé. Bước thứ 4, bước rất quan trọng là bước là các bước chuẩn bị để xếp 100% của bước 5. Bước 4 là bước chuẩn bị xếp công biểu. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ kiểm tra lại bảng công chuyên môn xem đã đúng, sẽ đúng chưa. Tiếp theo chúng ta sẽ xếp tiết chào cờ, tiết sinh hoạt, xếp cứng và tiết không học. Làm xong 3 bước này rồi, chúng ta sẽ lại bấm nút xếp 100% này công biểu. Sau chúng ta sẽ quan sát và tinh chỉnh thì có biểu. Trong cái quan sát này thì năm nay chúng ta sẽ có thêm một lệnh nữa. Ngoài cái lệnh mà chúng ta vẫn làm trước này, chúng ta quan sát, chúng ta sẽ điều chỉnh thì có biểu cho đẹp. Thì năm nay sẽ có thêm một lệnh nữa, lệnh là TKB clone, cho phép là chúng ta sẽ tạo ra các cái bản sao, tạo ra 2 bản sao. Và trên bản sao đó chúng ta sẽ có thể thay đổi tên môn, thay đổi môn học, thay đổi giáo viên thoải mái để đề phòng, để chúng ta có thể xử lý những trường hợp đặc biệt, trường hợp là ngoại lệ cho các bạn. Các biết thì tôi nói sau phần đó nhé. Cuối cùng là cái phần in ấn, vẫn như mọi năm. Chúng ta in ra, thì cách mà chúng ta in ra, chúng ta có 2 cách. Một, chúng ta đẩy lên X, chuyển đẩy lên HTML, hoặc chúng ta đẩy ra Excel. Excel là cách hay nhất. Chúng ta sau chúng ta tha hồ, chúng ta tinh chỉnh, chúng ta in ra cho từng giáo viên, cho từng lớp, từng giáo viên và cho toàn trường. Thế nên 7 bước nhé, việc tôi sẽ nói nhanh 7 bước này. Tôi nói nhanh và tôi sẽ để mô nhanh trên màn hình. Anh trên màn hình nhé. Đầu, thôi tôi sẽ nói là đầu tiên là tôi nói sang cái bước 1. Bước 1 thì thôi, tôi sẽ rất nhanh thôi. Là như thế này nhé. Bước 1 đây. Đây. Việc tôi sẽ để mô luôn cho các bạn xem nhé. Đây. Đây là phần mới tinh đây. Tôi vừa mới mở ra đây, là mới tinh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tạo mới. Chúng ta sẽ tạo mới một cái tôi bước mới về, tạo mới. Còn nếu mà cũ, tôi sẽ mở thì cũ ra. Tạo mới nhé, cho bạn xem lại tạo mới đây. Tạo mới với hết thì cũ không khác gì cả. Tạo mới đây. Như tôi làm cái trường có tên là Chu Văn An chẳng hạn, đúng không? Mã trường, tên trường tên là Trung học cơ sở Chu Văn An, được chưa? Và chọn ở đây là chọn Hà Nội này, niên khóa đây, sang tiếp tục. Đây là chọn cái tên, cái thư mục mà tôi mua về, tôi copy vào đây, tôi chọn thư mục của tôi để tôi lưu cho tôi làm việc. Thư mục của tôi đây. Tôi copy vào đây thì nhớ nhé. Đây, tôi đây. Data đây. Rồi. Tiếp tục sang bước số 3 là chọn môn học, chọn khối học cho cơ sở đấy nhé. Chọn tiếp tục sang bước 4 là chọn các môn học đây. Thì khi chúng ta tạo mới thì môn học rồi đây, nó đã theo trình mới rồi đấy. Khi chúng ta tạo mới nhé. Thì đối với tạo mới thì đối với trường mới tinh ý, thì đối với các môn lớp 6 thì chúng ta có sẵn rồi, còn lớp 7 thậm chí chúng ta sẽ phải nhập thêm những môn học cũ và nữa. Bấm kết thúc. Xong. Bây giờ chúng ta cùng xem nào. Đây, chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ nhập vào dữ liệu, đây là mở ra, nó mở sẵn đây này. Nó mở sẵn ở đây rồi nhé. Đó,
Bây giờ chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ đây mở dữ liệu và chúng ta sẽ vào lệnh là nhập môn học. Nhập môn học. Được chưa? Nhập môn học. Đó, thì bạn thấy là nó bắt đầu nó phức tạp hơn 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 trước ở đấy, nghe các bạn thấy không? Nó có những cái môn như là môn khoa học tự nhiên này. Đấy, nó đến nó có sẵn là môn là tổ hợp của lý hóa sinh này. Thì tôi bấm vào đây nhá, một học viên tôi bấm lên chọn, bấm lên là bỏ môn tổ hợp này. Bấm nó chọn tổ hợp này. Đấy, nó ra này. Môn 1 này là môn vật lý này, môn thứ hai là môn hóa, hóa được về xếp theo ABC. Thì bấm vào đây là môn sinh, sinh học. Đó, sinh học. Thấy con nào? Đấy, môn tổ hợp nhá. Môn lịch sử địa lý đây là môn tổ hợp, là sử và địa có sẵn đây rồi. Còn chúng ta có thể bổ sung thêm tùy ta, chúng ta có thể xóa đi, chúng ta có thể thêm môn như bình thường. Đây trên màn hình của chúng ta đây chính là sách các môn học hiện thời của thầy có biểu nhé. Đây không phải là môn học cứng, đây không phải là sách học cứng mà đây là môn học hiện thời của thầy có biểu. Và chúng ta phần có sẵn rồi, có sẵn cho sẵn đây là môn lý hóa sinh như này, vật lý hóa sinh nhạc mỹ thuật từ đây con này. Sửa địa lý có thể sửa được hết rồi này. Đấy, cho nên là đây chuẩn rồi, chúng ta không phải làm thêm đâu, trừ khi có những môn mới tinh thôi nha. Môn số đều có sẵn đây rồi đó rồi nha. Chúng ta vì tôi muốn để môn tin này, để môn tin chúng ta chỉ có hai phòng học tin thôi, chúng ta để đây là số 2, bấm số 2 vào đây nha, bấm nút cập nhật đó. Rồi xong cái môn chúng ta có thể chỉnh sửa cũng khác nhé, phân bổ này vân vân, bấm nút đóng. Bây giờ tôi sang cái phần là nhập lớp. Đây, tôi như mọi khi đây. Chúng ta có thể nhập môn sáng và chiều riêng. Ví dụ tôi nhập môn sáng nhé. Tôi nhập ví dụ như là 6A, 6B, 6C. Đây, tôi chọn là khối sáng đây. Bấm nút thêm. Ví dụ nhé. Bây tôi nhập lớp 7A, 7B. Ví dụ thế nhé, tôi là ví dụ 7C, tôi chọn là khối buổi chiều, nhé. Học sáng cả chiều đi, nhé. Hay là bỏ đi khối sáng được, đấy, chiều nhé, chọn buổi chiều này, đấy, thêm sáng chiều, tôi ra lựa chọn, cái nhập lớp học với những cũ không thay đổi gì cả. Rồi, tiếp theo chúng ta nhập sang cái giáo viên, ví dụ giáo viên là Hà này, sự việc rất nhanh nhé, tôi có thể nhập cả tên. Tập cả tên như này thì phần mềm sẽ tự động đặt tên mã môn là Hà. Có thể tôi đã khác được, tôi đặt tên đây là mã môn, đặt tên đây là Hà 1 chẳng hạn. Nếu chúng ta có nhiều người là Hà, bấm nút thêm. Đấy. Người thứ hai là Bình, người thứ ba là Hoa, người thứ tư là Lan, người thứ năm là Hương, người thứ năm là Quang, như đọc nhanh như vậy, được chưa? Đó. Cái này chúng ta nhập sau cũng được. Rồi ta đóng lại. Vì tôi sang phần tiếp theo là phần quan trọng nữa là nhập cái nhóm giáo viên. Nhưng cái này có ý nghĩa gì? Sau này chúng ta có thể nhập không chuyên môn cho từng nhóm một cho nó dễ. Ví dụ nhé, tôi tạo cái nhóm là nhóm toán chẳng hạn. Nhóm lý chẳng hạn. Nhóm toán đây. Nhóm toán là tôi sẽ chọn là ví dụ là ông Hà dạy toán, Hoa dạy toán và Hương dạy toán. Được chưa? Và đưa chọn là môn toán, chọn cả môn sinh hoạt nữa. Chú ý rằng là sinh hoạt là môn đầu tiên của sách môn học của nhà trường, không xóa được, và là cái môn để mà định nghĩa cái người gọi là người giáo viên chủ nhiệm. Đấy, thì chúng ta luôn để chuyện đây nhé, bấm nút cập nhật. Đấy, xong cái toán đây này, ba người, Lý nhé, đúng là Lý đây, chọn là Bình, Lý, Lan, Lý và Quang, Lý. Có thể chung nhau được, có thể Hoa nằm cả hai bên. Hãy chọn là Lý. Đâu rồi, vật lý. Vật lý và sinh hoạt. Cập nhật. Đó. Và đóng. Đó. Thế như vậy là đã nhập xong, tôi vừa chuẩn bị nhanh là đã nhập, đã làm xong được bước 1 nhé. Bước 1 nhé. À, tôi đã xem ít về cái không cần thiết nhưng mà đây bước 1 này, ngoài ra chúng ta có thể nhập thêm điều, chúng ta có thể nhập thêm cái thuộc tính trường học,
là chúng ta sẽ nhập cái gọi là cái địa điểm, tên địa điểm đây nha. Chúng ta có thể nhập thêm cái chương trình đào tạo nếu có. Hiện nay có chương trình đào tạo thôi, không có gì mới, chúng ta không gì nhé. Chúng ta có thể nhập thêm cái thay đổi lại cái thay đổi cái mã trường, thay đổi niên khóa, thay đổi học kỳ. Như vậy là một cái file như vậy, đi học kỳ 1, đi học kỳ 2 chúng ta có đổi lại cái file đó, đặt tên lại cái file đó học kỳ 2. Sau năm chúng ta đổi niên khóa lại. Vậy vẫn là một cái môn học, một cái file đó. Chúng ta phải chúng ta dùng máy mã, một cái file cho tạo ra dùng máy mã. Rồi. Đó là cái bước 1 của cái bước 1 nhá. Bước 1. Đây, bước 1. Thì sang cái phần bước số 2. Bước số 2 là bước số 2 là chúng ta sẽ nhập tính môn học và giải bộ giáo viên. Cái này các bạn cần tôi nhắc lại với các bạn này, cái này tôi nói rất nhiều lần, các bạn có thể tự xem đấy nhé. Cũng khá đơn giản. Cái này là tôi nói rất nhiều lần rồi, dạy rất nhiều lần cái này rồi. Đây. Tôi tính môn học ở đây. Đây, ở chỗ này này. Không ở chỗ này chứ. Đây, tính môn học ở đây này. Chúng ta sẽ bây giờ đây chúng ta nhập các cái tính môn học đây. Ví dụ như sau, tôi nhập là phần mềm cho phép chúng ta là nhập là 17 cái chất môn học, nhưng mà thực tế chỉ dùng hai chất là chính thôi, là chất 1 và 3. Một là có một tiết xếp liền và hai là học một tiết một buổi học, thì là bài để ý nghĩa là một buổi đây. Thường là cái tiết một này là gắn cho môn môn văn và môn toán cho tựa các lớp, và cái bộ còn lại là phân là phân bổ cái này. Tôi làm thử nhé, cái tiết xếp liền này cũng vào đây và tôi chọn môn ngữ văn, bấm nút bổ sung và chọn toàn trường. Như vậy là từ đến một có một tiết xếp liền sẽ được gắn cho tất cả toàn trường luôn. Đấy, toàn trường. Chọn tiết là môn toán, bấm nút bổ sung ở đây, chọn toàn trường, bấm kết thúc. Và như vậy là hai môn là ngữ văn và toán đã được phân bổ cái thủ tính môn học là có một tiết xếp liền. Khi máy tự động xếp, nó sẽ xếp cho một tiết xếp liền ở trong cái tất cả các lớp. Được chưa? Rồi, kết thúc. Sang cái phần thứ hai là cái môn thứ hai là cái tiết thứ hai là cái này là có chỉ học một tiết cho một buổi học thôi, bấm vào đây đó và ta chọn cho tất cả các môn còn lại, như là môn ngoại ngữ chẳng hạn, bấm nút bổ sung toàn trường kết thúc. Môn giáo dục này chúng ta bổ sung toàn trường kết thúc. Môn lịch sử và địa lý toàn trường kết thúc, rất là nhanh đúng không. Môn khoa học tự nhiên bổ sung toàn trường kết thúc. Môn công nghệ bổ sung toàn trường kết thúc, vân vân. Khá như vậy nhé, cho làm cho tất cả các môn còn lại đó. Thì đây là cái phần là nhập các cái ràng buộc sư phạm môn học rất quan trọng, được chưa. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhập các cái ràng buộc của giáo viên. Ràng buộc giáo viên thì phần mềm có hai cái lệnh, một là nhào ràng buộc của nhóm giáo viên, hai là ràng buộc của giáo viên. Thì chúng ta chỉ nên nhập ít thôi, và cái ràng buộc của nhóm giáo viên này chúng ta nên nhập cho từng nhóm một và nhập cái thủ tính là họp. Bấm vào đây nhé. Đó. Và đây chúng ta chọn là môn toán này và môn lý này, từ nhóm một nhé. Thì với các môn học này thì chúng ta có nhóm môn học này thì chúng ta sẽ đặt ràng buộc như thế này. Ví dụ như là môn toán sẽ họp vào sáng thứ năm hàng tuần. Bấm vào đây, tích đúc và chọn họp. Đây, chọn họp vào đây này. Đấy. Thì nhắc lại là đối với giáo viên thì có rất nhiều ràng buộc khác nhau. Ràng buộc là hạn chế nghỉ bận, hạn chế nghỉ họp bận rỗi. Nhưng mà riêng ràng buộc họp là ràng buộc cứng. Còn ràng buộc khác là có thể bỏ qua. Phần mềm có thể ghi đè lên. Ta sang cái môn tổ lý. Tổ lý tôi muốn họp vào sáng thứ bảy. Bấm vào đây. Và chọn họp. Đó. Được chưa? Bấm nút kết thúc. Còn đối với yêu cầu giáo viên, chúng ta có thể nhập cho từng người một. Đây, chỗ nào nhỉ? Đây, yêu cầu giáo viên này. Nhập cho từng người một, nhá. Từng người một đây này. Từng người một nhá.
Thế này chúng ta tôi làm rất nhiều lần, chúng ta có thể xem lại xem kỹ nhé. Nhưng mà tôi nhắc lại mà nữa là chúng ta không nên nhập quá nhiều ràng buộc cho trong một giáo viên, ít thôi, vì nếu chúng ta nhập nhiều đây phần mềm sẽ không thỏa mãn đâu, phần mềm sẽ tự viên đè lên và phần mềm sẽ phá vỡ ràng buộc giáo viên. Khi chúng ta chú ý chúng ta không nên nhập nhiều, nhập ít thôi và nhập cho một số người quan trọng thôi. Bây giờ tôi nhập cho một số người quan trọng trong nhà trường, một số người như là rất đặc biệt, hoàn cảnh rất đặc biệt, nhập cho họ vì họ muốn có người là ở nhà, nhà họ rất xa, họ họ rất là bận con cái, cho nên chỉ còn là dạy học thứ ba thứ năm thứ bảy thôi, còn thứ hai thứ tư cho họ nghỉ. Ví dụ như vậy tôi sẽ đặt chế độ là cho người này nghỉ học ngày thứ hai và thứ tư, ví dụ như vậy. Lựa chọn như này, chọn học là thứ ba, ví dụ ông người là Hoa nhé, buổi sáng này chọn học là thứ ba thứ năm và thứ thứ bảy thôi, còn cho nó nghỉ học ngày nghỉ thứ hai thứ tư và thứ sáu, ví dụ như vậy. Ví dụ thôi nhé. Đó. Rồi tiếp theo là như là xong xong cái bước số xong cái bước số 2, xong cái bước số 2 đây, bước số 2. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước số 3. Bước số 3 là bước là nhập vào môn chuyên môn. Đây là phần đề lệnh rất là phức tạp, vì chúng ta nhập sai là rất là nguy hiểm, chúng ta nhập rất cẩn thận. Rồi chúng ta sẽ cùng xem lại nào. Đây, chúng ta sẽ nhập như này. Chúng ta sẽ vào cái lệnh này. Chúng ta sẽ vào cái lệnh là vào dữ liệu. Vào lệnh này. Gồm một sản dậy đây nhé. Chúng ta sẽ vào đây, vào cái bảng này và chúng ta sẽ mở ra, sẽ phân công. Đây. Để thế chữ thật rất là dài, đặc biệt là dài, chúng ta chọn nhập cho sáng riêng và chiều riêng nhé, sáng riêng và chiều riêng. Đó. Ở đây chúng ta có cách như sau, chúng ta có thể nhập cho từng nhóm giáo viên một. Chúng ta bấm ở đây, chúng ta bấm chuột trái, chuột phải và chọn nhóm giáo viên. Ví dụ tôi chọn nhóm giáo viên là giáo viên toán, thì họ nó sẽ hiện lên trên màn hình là chỉ có giáo viên toán thôi và chỉ các môn học của nhóm này thôi, nó nhỏ gọn chúng ta rất là dễ dàng, được chưa? Đó. Bây giờ đặt lại nhé, chọn một giáo viên này. Đấy. Hoặc là tôi có thể hạn chế lại một số môn học thôi, được. Mình bấm chuột phải ở đây và tôi chọn cái chọn môn học. Chúng tôi sẽ chọn là chỉ là môn, như tôi chọn cái môn như sau, chọn môn khoa học tự nhiên này, ví dụ nhé, và chọn môn lý. Các bạn bấm nút Control và chọn từ môn một, lý hóa sinh. Như vậy chọn chọn bốn môn thôi là khoa học tự nhiên, lý hóa sinh, bấm vào đây đó và chúng ta chọn. Để chúng ta bây giờ là lớp 7 nhé, bấm chọn lớp này là 7A này, ông Hà chọn môn lớp 7A này, môn này sẽ chọn là bấm chuột phải chọn lớp 7B nhé, ví dụ thế. Còn Hương sẽ chọn bấm chuột phải chọn lớp và chọn 7C. Được chưa? Tôi nhắc lại nhé, đây là trường hợp mà tôi sẽ không không tôn dạy môn lý hóa sinh và chỉ dạy môn học học xã hội, học tự nhiên thôi. Đấy. Nhìn đây nhé, được chưa? Còn nếu mà chúng ta quyết định là chúng ta sẽ bỏ cái này, dạy dạy vật lý hóa sinh thay cho môn học viên thì chúng ta bỏ cái này đi và chúng ta sẽ xếp bên này thôi, phân công bên này thôi, được chưa? Đó, thì đó là cái bước phân công chuyên môn là rất quan trọng. Ở trong một phần này thì chúng ta sẽ quan sát được như sau. Bây giờ tôi sẽ quan sát như sau. Tôi sẽ vào đây và tôi sẽ quan sát được như sau. Đây. Ở trong cái này chúng ta sẽ quan sát được là như thế này. Xem lại nhé. Đây. Ở đây chúng ta quan sát là xem tiết chuẩn của tiểu học, xem tiết chuẩn của trung học phổ thông, trung cơ sở. Xem tiết chuẩn của trung học phổ thông. Chúng ta bấm đây. Chúng ta sẽ xem được. Đây chính là cái bảng. Chúng ta xem được quy trình cái môn học cứng của phần mềm đây, và cái việc phân bổ cho các lớp như là như xong là như thế này, chúng ta quan sát được. Chúng ta sẽ ảnh chúng ta phân công đã đúng chưa. Chú ý rằng đây là cái này, là cái bảng này này là cái bảng chúng ta đang xem. Đây là cái chương trình, đây là các môn học, đây là các môn học trong danh sách môn học cứng của chương trình giáo dục mới nằm trong phần mềm, không phải là môn học hiện thời, được chưa? Được rồi, bây giờ tôi sẽ đóng lại nhé. Được rồi. Rồi, đó là cái phần, đây là cái bước số 3. Bây giờ tôi sang cái bước số 4. Cái bước số 4 là cái bước là
Khi chúng ta đã nhập xong trình bước 3 rồi, kiểm tra là nhập chuẩn rồi, thì chúng ta sẽ sang cái bước thứ tư là cái bước chuẩn bị xét kho biểu. Bước này là bước rất quan trọng. Để tôi nói mãi rồi, tôi sẽ nhấn mạnh là tôi sẽ làm cho gọi một lần nữa thôi. Nha. Bước này là như sau. Bước này là gồm có là gì, là một là xét chào cờ, rất quan trọng. Hai, xét không học, rất quan trọng nếu có. Bước thứ ba là xét sinh hoạt. Và bước thứ tư là xét giáo viên chủ nhiệm. Vậy lệnh này, cái lệnh chuẩn bị này sẽ gồm có bốn lệnh con. Nhưng mà cái việc xếp đại sẽ phải tùy thuộc vào cái bảng phân công chuyên môn hiện cụ thể để chúng ta làm, chứ không phải là chúng ta muốn làm gì thì làm. Nha. Phụ thuộc vào từng lớp một rất quan trọng. Cái bước này là bước mà rất nhiều giáo viên hay làm sai ở bước này vì không hiểu cho làm sai. Bây giờ tôi sẽ làm thử cho bạn xem nhé. Bây giờ tôi làm đây, bây giờ tôi sẽ làm như sau cho bạn xem thử cái bước này nhé. Tôi sẽ phải mở một trường khác ra xem. Tôi đóng cái này lại nhé. Tôi đóng cái này lại. Ông đẹp. Bây giờ tôi sẽ mở một cái trường mới ra. Một cái trường mới mà đã được sắp xong rồi. Đây. Kiểm tra nhé. Đây, kiểm tra xem là đã sắp xong chưa. Mình nhớ cái này quá. Đây nhé. Kiểm tra một tí này, kiểm tra một tí thôi. Sẽ được xếp cho tôi xóa xong. À chưa nhé. Đây là một cái trường cấp 2 Hà Nội thôi. Kiểm tra xem nó có những lớp nào nhé. Kiểm tra một tí thôi. Đây. Xem nó có lớp nào. Đây. Như vậy là lớp cô sáng lớp 7, 8, 9, lớp 6, lớp 6 là buổi chiều. Tôi sẽ là buổi sáng đây nhé. Thì kiểm tra buổi sáng này. Để các bạn cùng nhau xem này. Đây là lớp là đã nhập xong bảng phân công chuyên môn rồi. Kiểm tra nào. Vào dữ liệu, vào bảng phân công chuyên môn. Đây, đã xếp xong rồi đây. Nhá, đây. Đây nha. Bây giờ tôi kiểm tra nhá. Tôi vào đây kiểm tra này. Vào đây kiểm tra một tí thôi. Vào đây này. Đó. Bạn thấy không nhá. Lớp này đã xếp xong như sau rồi. Chúng ta cùng nhau quan sát này. Đây nha. Đây rất quan trọng đấy. Toàn bộ khối 7 là 27 tiết, thấy không nào? 27 tiết nhé. Toàn bộ khối 8 là 28 tiết. Như vậy là xếp được chuẩn rồi. Khối 9 là 27 tiết, được chưa? Thì như sau. Như vậy là cái toàn bộ đã được phân công xong. Như vậy là khối 7 27 tiết. Tôi sẽ xếp một tiết chào cờ nữa, vậy còn dư ra 2 tiết. Hai tiết đó chính là hai tiết không học được xếp vào trong lớp 7 để cho học sinh nó cùng ra được lúc. Như vậy là khối 7 có hai tiết không học và một chào cờ. Lớp 8 là 28. Lớp 8 này là có một chào cờ và hai và một không học. Còn lớp 9 27 sẽ có là một chào cờ và hai không học. Là chúng ta chú ý nhé. Như sau này, tổng tiết được phân công như này. Cộng với chào cờ cộng không học là phải nhỏ hơn bằng 30, phải bằng 30 nhé. Rồi, như vậy lớp 7 là như vậy nhé. Bây giờ tôi bắt đầu vào bước 4 này. Tôi thoát ra khỏi đây và tôi vào cái lệnh này. Trong phần lệnh chính có cái lệnh là lệnh xếp trước môn học. Đây chính là lệnh là chuẩn bị cho thầy cô biểu đây. Đây là bước 4 này. Đây là cái lệnh rất quan trọng. Lệnh này là lệnh như sau. Lệnh sẽ xếp là xếp mà chào cờ là 1, xếp không học là 2, xếp sinh hoạt là 3 và xếp giáo viên chủ nhiệm là 4. Đấy, các bạn chú ý nhé. Rồi, thì tôi mô tả từng bước một này. Cái này rất quan trọng, cái này là cái rất nhiều giáo viên là làm sai chỗ này. Mặc dù tôi đã nói đi nói lại dạy nó đi rất nhiều lần rồi mà vẫn không hiểu, vẫn là sai. Được chưa? Được rồi, giờ chúng ta đầu tiên cho xếp là buổi sáng trước nhé. Chúng ta xếp là chào cờ cho toàn trường. Chào cờ toàn trường. Chúng ta vào chào cờ và bấm nút đây. Bấm đây để chọn xếp chào cờ cho toàn trường này. Toàn trường khối sáng sẽ học sẽ chào cờ vào gì? Vào tiết 1 thứ 2 hàng tuần. Chưa? Đúng, thực hiện. Đây. Cho toàn trường luôn. Được chưa? Bước 2, tôi sẽ xếp tiết không học.
Đấy. Chúng ta chú ý nên là khác biệt nhé. Khối 7 27 tiết cộng 1 chào cờ là 28, còn dư 2 tiết. Khối 7 sẽ xếp 2 chào cờ. Tôi bấm chọn khối 7 trước. Đây, bấm chọn khối 7. Nha. Khối 7 sẽ có 2 tiết phòng học là để cho học sinh ra về cùng một lúc. Tôi chọn này, lớp 7 sẽ ra về và thứ tiết 5, thứ 4 và tiết 5 và thứ 5. Vẫn là khối 7. Được chưa? Nhắc lại là phải chọn đúng nhé. Như vậy là số lượng tiết học này là sẽ bằng bằng bao nhiêu? Cái hai số 2 này là bằng gì? Là bằng tổng bằng 30 trừ đi tổng số tiết trừ chào cờ. Khối 7 tổng số tiết là 27 cộng chào cờ là 28, 30 trừ 28 còn lại 2. Vậy có hai tiết học nằm ở đây. Bấm nút thực hiện. Xong. Sang khối 8. Khối 8 tổng số là 28 tiết. Như vậy là cộng chào cờ là 29 và chỉ có một tiết không học thôi. Cho lớp 8 về vào chiều thứ 6, tiết 5 ngày thứ 6 buổi sáng. Tiết 5 ngày 6 buổi sáng. Thế nhé, cho lớp 8, xong. Sang khối 9, khối 9 là 27 tiết, cộng chào cờ là 28, suy ra là có 2 tiết không học, tôi chọn khối 9. Bạn chú ý nhé, đó, khối 9. Và đây chọn là khối 9 ra về vào ngày thứ 2, thứ 5, tiết 5 ngày thứ 2 và tiết 5 ngày thứ 3. Thế nhé, xong. Đó. Bây giờ tôi sẽ xếp tiếp ngay bây giờ là xếp tiết chào xếp tiết sinh hoạt. Bấm vào đây và chọn môn sinh hoạt. Và xếp toàn cho toàn trường luôn. Cho toàn trường vào tiết thứ hai ngày thứ hai. Thông thường là sinh hoạt là xếp vào sau tiết ở chúng ta có thể xếp ở chỗ khác được, xếp vào đây được, tùy các bạn nhé. Bấm thực hiện. Toàn trường luôn đây này, đó. Thực hiện. Xong. Toàn trường. Sau cùng chúng ta sẽ lệnh xếp tiết giữa chủ nhiệm. Đây lệnh gì? Đây lệnh là phần mềm sẽ tự động xếp một tiết của giáo viên chủ nhiệm, một tiết khác ngoài tiết sinh hoạt cùng cái ngày thứ hai đó. Tôi chọn là bấm nút chọn là một tiết cạnh môn sinh hoạt. Vậy phần mềm sẽ tìm môn sinh hoạt và xếp cạnh đó. Bấm nút thực hiện. Phần mềm sẽ tự động xếp luôn nhé, tự động xếp. Như vậy chúng ta vừa làm xong cái bước số 4 là bước là chuẩn bị xếp. Chúng ta có thể quan sát toàn trường này. Chúng ta vào khung nhìn và xem toàn trường đây. Buổi sáng. Đây, buổi sáng đây nhé. Chúng ta đã xếp xong cho toàn bộ 7, 8, 9 này. Tiết 1 chào cờ này. Tiết 2 sinh hoạt này. Và một tiết đây là xếp vào đây này. Đó. Và đây là khung học đây. Khung học. Ở đây nhé. Đó. Được chưa? Đấy. Và tới đây là chúng ta làm xong cho buổi sáng, chiều tôi làm xong nhé. Buổi sáng là như vậy nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bước bước rất quan trọng là bước số 5 là bước xếp 100% phân biểu. Khi chúng ta đã xếp phân công chuyên môn xong rồi, xong bước 4 rồi nữa là cái bước chúng ta đã xếp xong chào cờ, xếp xong tiết sinh hoạt, xếp xong các cái nút các tiết không học thì chúng ta bắt đầu xếp 100%. Rất nhiều người là khi các bạn bước vào lệnh này thì máy báo lỗi, chúng ta các bạn đã làm sai ở bước 4, chúng ta có lẽ chúng ta kiểm tra lại nhé. Rồi thì bước này là như sau, phần mềm sẽ tự động phân tích và nếu mà không được phần mềm sẽ báo là không được, và nếu được phần mềm sẽ xếp 100%. Bọn chúng ta chỉ bấm nút và đợi và xếp 100% luôn. Đây là tính năng rất là mạnh của phần mềm luôn, phần mềm của chúng tôi nhé, là phần mềm sẽ tự động phân tích và xếp 100% này có biểu. Chúng ta sẽ cùng quan sát một chút. Phần mềm sẽ tự động xếp. Nếu mà không được, phần mềm sẽ báo lỗi. Là vì sao là báo lỗi? Phần mềm sẽ báo lỗi là vì sao không xếp được 100%. Phần mềm sẽ báo và chúng ta sẽ thông báo nguyên nhân. Và chúng ta sẽ xem là nguyên nhân là cái gì. Phần lớn các bạn nguyên nhân là các bạn là do các bạn là xếp tiết không học là sai. Xếp quá nhiều không học cho nên là máy nó báo là không đủ tiết, máy nó báo là phân công giảng dạy quá nhiều do chúng ta xếp tiết không học bị sai nhé. Rồi bên phần mềm làm như sau này, phần mềm sẽ tự động phân tích và sẽ xếp 100%. Thì tôi nói qua thì các bạn nhìn hình dung nhé, phần mềm sẽ xếp cái việc tự động này sẽ được phần mềm sẽ được sẽ xếp lệnh không học, xếp lệnh xếp hết chứ 100% qua 5 bước. Bước 1 là kiểm tra điều kiện vật lý xem có xếp được không.
Nếu không được mày báo lỗi, mày phải báo lỗi ngay. Còn nếu được thì phần mềm sẽ thực hiện qua 4 bước sau đây. Bước 1 là xếp đại trà. Bước xếp đại trà này là bước là sẽ thỏa mãn từ 70-95% công việc của toàn trường. Bước đại trà này sẽ thỏa phần mềm sẽ xếp và thỏa mãn toàn bộ tất cả các ràng buộc môn học và ràng buộc giáo viên. Bạn thấy không nào? Yeah. Bước thứ 3, nếu bước 2 mà xong rồi thì thôi luôn. Bước 2 mà chưa xong, phần mềm sẽ chuyển sang bước 3. Bước 3 là phần mềm sẽ xếp tự động phần còn lại và bỏ qua ràng buộc giáo viên. Vậy bước số 3 này là bước là phần mềm sẽ phá vỡ ràng buộc giáo viên. Đó, cái này là cái chúng ta chú ý. Nếu mà chúng ta mà cho ràng buộc giáo viên quá nhiều thì bước 3 này phần mềm sẽ phá bỏ hết, để lại các ràng buộc của môn học và xếp hết. Nếu bước 3 mà hoàn thành thì thôi. Còn nếu chưa hoàn thành, phần mềm sẽ sang bước 4 là bước kết thúc xếp. Phần mềm sẽ xếp bước còn lại, bỏ qua tất cả các ràng buộc của cả giáo viên lẫn ràng buộc của môn học. Cho nên các bạn thấy là nếu chúng ta đưa nhiều ràng buộc phức tạp quá thì thậm chí phần mềm sẽ xóa ràng buộc môn học nữa và sẽ xếp rất là xấu. Ví dụ xếp là lý, 3-4 lý liền một lúc, ví dụ như vậy. Hay là sinh. Thì đó là nếu mà chúng ta thấy xuất hiện trường hợp như vậy là do là ở bước 2, bước 3 là phần mềm không thể xếp nổi nữa vì quá nhiều ràng buộc phức tạp, do là quá nhiều những cái ràng buộc khó hay là điều kiện nhận xếp khó quá thì mình sẽ phải sang bước 4 là phần mềm sẽ xóa nốt các ràng buộc còn lại và xếp hết. Bước 5 là bước tối ưu, thì bước 5 là bước mà chúng ta có thể bỏ qua, được chưa? Thì sau khi xong bước 5 rồi thì chúng ta sẽ có những xếp xong là phần mềm xong là một cái thực có biểu mà không bị mâu thuẫn ràng buộc gì cả, hoàn toàn chuẩn theo chương trình đào tạo và theo cái phân công phần dạy của giáo viên trong toàn trường. Chúng ta có thể in ra và cho học sinh học. Rồi bây giờ tôi sẽ mô tả cái lệnh đó nhé. Đây chúng ta đã phân công xong rồi, xếp xong bước 4 rồi. Giờ tôi sẽ mô tả sang cái lệnh thứ 5 là lệnh là xếp hết, được chưa? Chúng ta vào lệnh chính và vào cái lệnh là xếp tự động 100%. Đây rất quan trọng đấy nhá. Ta bấm vào đây. Đó. Và phần mềm sẽ vào cái hình như thế này. Và chúng ta sẽ xếp. Thì xếp riêng sáng và chiều. Để tôi xếp sáng trước nhé. Thì chúng ta chú ý. Phải có lệnh là kiểm tra và khóa tiết sinh hoạt lại. Chuyện này rất quan trọng. Nếu chúng ta mà không xóa, không khóa cái này lại. Thì môn sinh hoạt sẽ bị đẩy đi cái chỗ khác. Nhưng mà nó không đúng. Vì môn sinh hoạt là môn cần cứng. Sau chào cờ chúng ta khóa môn sinh hoạt. Chúng ta có thể khóa luôn. Là giữ nguyên trạng thái hiện thời của các môn đã xếp trước. Đây cho nên là chỗ rất là mẹo này. Cho nên là cái lệnh mà rất quan trọng, cho nên là cái chỗ mà chúng ta có thể khôn, chúng ta có thể là xếp cho mình trước đi, cho bản thân tôi khóa lại. Như vậy của tôi là không được bị phá vỡ này nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu bấm mà nút bắt đầu và kết thúc, ta bấm kết thúc. Ta chờ khoảng 1-2 phút là cùng thôi. Chúng ta sẽ thử nhé. Bấm vào đây này. Chú ý nhất là chọn buổi học này. Cái chọn ở đây là kiểm tra và khóa tiết sinh hoạt. Thế nên là bắt buộc phải thực hiện. Còn bước này này, chủ đề này có thể bỏ qua cũng được. Có thể để bỏ đấy không sao. Để cũng được. Rồi, bắt đầu này. Phần mềm sẽ tự động. Trần Mai Quỳnh, chúng ta bỏ qua nhé. Chúng ta bỏ đây cái đề không sao cả. Đúng giáo viên nên nó không sao. Mình vẫn xếp được. Mà xong rồi đấy. Thì xong rồi thì báo là 100%. Đúng kết thúc. Đồng ý. Xong. Chúng ta quan sát này. Chúng ta vào khung nhìn nhé. Vào show on xem toàn bộ toàn trường. Xếp xong. Kín chưa nào? Kín rồi nhé. Vào xem cái khung thông tin khác này. Vào xem cái khung thông tin này nhé. Vào xem cái khung nhìn. Lệnh là Bro Teacher. Là xem toàn bộ các giáo viên. Trong nhà trường. Viên này, một viên là một hàng ngang này, đấy. Hàng ngang nhé, đấy. Và vào đây là xem từng lớp một, từng giáo viên một, chúng ta vào không nhìn vào miền lúc, đấy, được chưa? Xem từng lớp một đây, buổi sáng này xem từng lớp một đây, tất cả xem 100% bây giờ, thấy không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang bước tiếp theo là cái bước mà chúng ta sẽ quan sát và tinh chỉnh dữ liệu bằng các thủ đoạn tối ưu. Thì cái phần này là phần rất là phức tạp nhất của phần mềm luôn, nhưng mà thôi tôi không nói quá nhiều rồi, bây giờ tôi chỉ nói các bạn một vài lệnh cơ bản nhất thôi.
Thì ở đây có rất nhiều những cái lệnh khác nhau, và chúng ta có rất nhiều màn hình khác nhau, màn hình main loop, màn hình show on, màn hình vote, teacher, vân vân, là tất cả những màn hình này chúng ta đều có thể xem, quan sát và tinh chỉnh dữ liệu. Tinh chỉnh dữ liệu nhé. Nhưng mà chúng ta chú ý là thật ra có rất nhiều cái lệnh chúng ta sẽ xem sau, nhưng mà thật ra có lệnh quan trọng nhất thôi là cái lệnh là kéo thả. Kéo thả để tinh chỉnh thì công việc. Kéo thả rất quan trọng. Và chúng ta chú ý là chúng ta sẽ dùng được các cái thuật toán khác nhau. Vì không có thuật toán nào là tối ưu hoàn toàn, có cái lệnh có chỗ này thì thuật toán này là tối ưu, có chỗ khác thuật toán khác lại là tốt hơn, tùy chúng ta lựa chọn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiện lệnh nó. Giả sử có giáo viên xấu, chúng ta sẽ bắt đầu quan sát và về tinh chỉnh. Phần lớn chỉnh là trên thực biểu của giáo viên thôi, còn lớp chúng ta có thể bỏ qua trừ khi xấu quá. Để chúng ta quan sát giáo viên này nhé. Đây, giáo viên này. Này. Cái chuyện này chung nó không vấn đề gì lắm. Nhưng giả sử đây nhé, giả sử cái ông này là đây là chị Tống Tuyết Nga này. Chị này nó chung là bình thường đúng không nào? Chỗ này là họp bây giờ thì không có gì rồi, nhưng mà cái chỗ này này thì chị có thể kêu là thứ hai là dạy bốn nhất lớp 7B thì này ấy quá đúng không? Để 7B của chị này, bốn đây này, đây là ngoại ngữ này. Không. Thứ ba cũng là ngoại ngữ này. 7A đây. Thế bây giờ thầy chị muốn là để tôi muốn chuyển này sang đây được không? Vì lớp thứ 6 của chị là dạy lớp khác, dạy 8A và 7A. 7B là ngoại ngữ đây. Bây giờ yêu cầu của chị là chuyển từ tiết 5 ngày thứ 2 sang thứ 6 được không? Đó, thì chúng ta sẽ làm thử. Được rồi, chúng ta chú ý nhé. Khi mà cái này chúng ta sẽ bấm nút và kéo thả sang bên này. Thì khi kéo thả, chúng ta sẽ lựa chọn cái gì? Chúng ta sẽ chọn cái này nhé. Đây là cái phương pháp hay là thuật toán kéo thả. Chúng ta bấm vào đây. Đó. Chúng ta chú ý chỗ này nhé. Trước khi mà chúng ta mà kéo thả, chúng ta sẽ chọn thuật toán, là thuật toán mà để làm được việc đó. Thì bấm đây sẽ chọn có nhiều thuật toán đây. Trong cái này chúng ta chú ý nhé. Tôi gọi các bạn làm như sau này. Cái thuật toán mà là hay nhất là thuật toán này, là tinh chỉnh tối ưu OPDPR FPR. Cái này các bạn không quan trọng lắm, các bạn chú ý cái chữ này thôi, chữ này đấy nhé. Ở đây nó có chữ tối ưu này, chữ này không tối ưu này. Tối ưu là cái gì? Đây, tối ưu tức là gì? Tối ưu tức là phần mềm đưa ra được một cái tiêu chuẩn. Thế nào là giáo viên? Thế nào là tốt? Thế nào là cái việc tinh chỉnh gọi là tốt? Thế nào gọi là xấu? Thì cái tối ưu này là gì? Là bảo đảm rằng là khi mà tinh chỉnh giáo viên của một người cô Nga chẳng hạn ảnh hưởng đến các cô giáo khác A B C D E, thì giáo viên khác đó không bị xấu đi, thì chúng ta gọi cái đó là tối ưu. Thì những cái tiêu chuẩn mà là cụ thể thế nào là tốt lên tối ưu, các bạn sẽ xem thêm trong các tài liệu của chúng tôi nhé. Ngay trong slide này là chúng ta có cái phần sau có định nghĩa thế nào gọi là tối ưu đấy. Được rồi, thế thì cái này là theo tôi cái này là cái tối ưu nhất là cái này. Cái hay thứ hai là cái này. Được chưa? Cái hay thứ ba là cái này, là cái này. Còn cái này là bị phá vỡ nhiều này. Cái này là bị phá vỡ cũng mặc dù là tối ưu nhưng cũng phá vỡ cũng khá nhiều. Còn cái này là không thiện. Cái này là cái rất cũng hay bị phá vỡ rất là nhiều. Theo tôi quan sát thực tế thì cái này là cái hay dùng nhất là cái này. Nhưng cái này mà không dùng được ấy, thì máy sẽ phần mềm sẽ tự chuyển sang các cái thuật toán khác. Chọn cái này nhé. Đây. Tinh chỉnh tối ưu là OPDPR, FPR, cái đấy họ là chuyên môn thôi. Thì các bạn chú ý đây là cái thuật toán mà theo tôi, thì bản thân tôi, chứ tôi là người thiết kế ra cái thuật toán này mà tôi thấy cái này là cái hay nhất nhé. Thì cái làm như sau này, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ muốn chuyển cái này về đây, chúng ta sẽ bấm và giữ. Khi bấm giữ, phần mềm sẽ hiện lên cái nút màu xanh để thông báo rằng là đó là cái nút mà nên chuyển đến. Phần mềm là tự động phân tích nhé, đây là chuyện phần mềm là thông minh đấy, có một chút thông minh đấy. Chúng ta sẽ bấm nút cho kéo thả sang bên này và thả ra. Lập tức phần mềm sẽ hiện ra một cái màn hình mô tả các cái bước mà cái ảnh hưởng đến giáo viên khác. Ở đây chỉ có hai người thôi, nhưng mà chỗ khác nó sẽ có nhiều ở đây này. Chúng ta có thể xem quan sát. Thì ở phía trên là cái gì? Ở phía trên là lớp học
dưới giáo viên, ở bên trái là trước trước khi bà tinh chỉnh, bên phải là sau tinh chỉnh. Chúng ta quan sát được và biết là à, như vậy là giáo viên này tốt hay là xấu lên. Như vậy là giáo viên Nga đây này, giáo viên Nga đây là trước và sau đây. Như vậy là trước là có lớp 7B ở đây chứ, sau là lớp thứ hai giải phóng ra những giáo viên Nga hoàn toàn tốt này, được chưa? Bấm chọn giáo viên chung đây. Giáo viên chung là trước là thứ sáu là cái này hai tiết, sau là cái này. Giáo viên chung là bị phá vỡ ngày thứ hai đúng không? Giáo viên chung là bị xấu đi này. Giáo viên Nga là tốt lên đúng không nào? Giáo viên Nga là tốt lên đây. Giáo viên chung là bị xấu đi một chút, thấy không nào? Đấy, chúng ta có quyết định là có làm hay không làm, có thể bỏ qua, hủy bỏ, và không làm nữa, chọn phán khác, chọn chuyển cho khác. Hoặc nếu ok chúng ta chuyển. Ví dụ giáo viên chung là một giáo viên trẻ mới về, không có tư, nhà lại ở gần trường thì bấm nút đồng ý luôn, kết thúc luôn. Xong. Như vậy giáo viên Nga nó chuyển về đây. Thế không nào? Tôi xem một giáo viên khác thử xem nhé. Đây giáo viên Bùi Quốc Trinh. Đây ngày này là ngày xấu này. Là môn thể dục, được chưa? Lớp 8C. Bây giờ tôi sẽ muốn chuyển cho cái ông này về đây, chỗ này đi. Bấm và chuyển. Ồ, cái ông chỗ này nó không, chỗ này nó không hiện hiện chứng tỏ là họ máy tính đã kiểm soát rồi, và thấy rằng chỗ này là rất là khó chuyển. Thấy không nào? Thứ bảy là rất là khó chuyển. Tôi có thử chuyển cho những được không? Vẫn được, nhưng mà nó sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, như vậy vẫn bị ảnh hưởng. Như giáo viên Trinh đây này. Giáo viên Trinh đây nhé, Trinh đây nhá, Trinh như này. Đấy, giáo viên giáo viên Trinh khác à, Bùi đây là Bùi Thuyết Trinh, còn trên này là giáo viên là Bùi Quốc Trinh, đây là Bùi Thuyết Trinh. Cái bài này là bị ngược lại, là chuyển từ đây về đây. Không sao, bài này vẫn ngon lành đúng không? Đừng kết thúc. Đó. Là như vậy tôi vừa nói các bạn một vài cái tinh chỉnh mà hay dùng trên thực tế nhé. Như vậy là sau khi họ hoàn thành xong chúng ta sẽ in ra. In ra thì có nhiều cái lệnh in, chúng ta có thể in trực tiếp ra hoặc in ra hay nhất và in ra HTML hoặc in ra Excel. Excel là hay nhất. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ nói sang cái lệnh chính mà hồi tôi muốn nói đấy. Là trong khi tinh chỉnh ấy, thì thực tế các nhà trường là có rất nhiều những cái yêu cầu dịch biệt khác thường khác. Thì tôi sẽ nói một vài cái để chúng ta chú ý nhé. Đây. Lấy ví dụ nhé, bây giờ sang cái chức năng mới đấy của phần mềm là cái chức năng có tên là TKB clone. Chúng ta vào khung nhìn và chúng ta nhìn thấy gọi là đây là cái mới tinh này, TKB clone. Nó là cái gì? Nó là cho phép chúng ta là đây là cái thầy cô biểu hiện thời ở trong nhà trường chúng ta, đây là thầy cô biểu chính, cái dữ liệu chính của nhà trường, đây là cái dữ liệu thầy cô biểu là hoàn toàn là chặt chẽ theo đúng phân công chuyên môn. Ai dạy lớp nào, môn gì, bao nhiêu tiết là chính xác hoàn toàn. Được chưa? Chúng ta không thay đổi được cái này. Chúng ta thay đổi được, chúng ta thay đổi cũng phải thỏa mãn cái chuyên môn của nhà trường. Nhưng mà thực tế mà nói thì chúng ta có thể không phải lúc nào cũng như vậy. Thực tế các bạn thấy là, ví dụ như là, lấy ví dụ như thực tế rất nhiều trường là như vậy. Ví dụ như là môn ngoại ngữ, phân công cho cô A dạy. Nhưng mà trong tuần này cô A cô lại, ở trường mình chúng ta lại phân công là cái môn ngoại ngữ này có hai tiết thì một tiết chỗ mời một giáo viên Tây vào dạy. Đấy thì làm thế nào? Mình giáo viên thì là luôn là giáo viên là phải cô Nga dạy cái môn này nhé. Dạy nhưng mà làm sao bây giờ là muốn cho là một tiết cô Nga dạy, một tiết là ông Tây dạy thì làm thế nào? Đó thì chúng ta chú ý cái chỗ này là chỗ mà phần mềm cũ cũng làm được. Thì bây giờ chúng ta sẽ có phần mềm chúng ta làm được. Rồi chúng ta làm cùng nhau xem nhé. Bây giờ chúng ta vào cái lệnh là khung nhìn và TKB clone. Đó. Phần mềm sẽ cho phép chúng ta là có thể quan sát và tinh chỉnh được cùng lúc là hai clone. Clone tức anh là bản sao đấy, đó là bản sao. Đây là bản sao 1 này, bản sao 2. Như vậy là phần mềm cho phép là từ một cái bản TKB gốc mà tôi nói vậy đấy, chúng ta có thể sao chép sang hai bản clone, hai bản sao. Hai bản này nó có là khác biệt cái gì? Nó khác biệt so với cái bản gốc là gì? Là chúng ta được phép là thay đổi dữ liệu mà nó không mà vẫn thay đổi dữ liệu mà nó có thể phá vỡ các cái tuân thủ cái nguyên tắc chính của thầy cô biểu. Ví dụ cho phép là làm
ta có cho rất nhiều cái nhưng mà cho phép là phá vỡ những cái yêu cầu về phân công chuyên môn, ví dụ như là một môn học chúng ta có thể cho phép là hai người dạy, ví dụ như vậy. Thế nhé. Thì với cái này chúng ta làm rất nhiều việc, để làm thử nhé. Vì chúng ta bấm nút đây là nút là sao chép từ gốc sang clone 1, nút này là sao chép từ gốc sang clone 2, chúng ta có thể tạo ra hai clone tùy các bạn, nhưng mà chúng ta dùng một clone đã, còn nếu mà thiếu thiếu nữa thì dùng hai clone. Ví dụ như là clone 1 chúng ta sẽ dùng cho các tuần chẵn, và cái clone 2 chúng ta tuần lẻ, ví dụ như vậy. Ví dụ thế, hoặc là trong năm nay, trong học kỳ này chúng ta có một tháng này, tháng đặc biệt, tháng là Covid, chúng ta sẽ dùng bình thường cho dùng bản chính, nhưng riêng tháng Covid chúng ta dùng bản clone 2, dùng bản clone 1 dành cho cái tháng Covid này, ví dụ như vậy. Là cái bản đặc biệt nhé. Là cái bản đặc biệt, là cái bản normal là TKB clone là một cái thể có biểu gốc nhưng mà được chỉnh sửa, modify, thay đổi sao cho nó hợp sao cho nó phù hợp với thực tế, nhưng mà nó không thỏa mãn, có thể không thỏa mãn các tính chất nguyên tắc của thể có biểu. Đó, nhé. Cho làm thử nhé, chúng ta bấm nút là clone 1 đây. Đó. Ở đây nhé. Rồi, thế bây giờ tôi giả sử thôi. Tôi giả sử nhé. Đây tôi tìm một cái môn nào đó nhé. Đây tôi giả sử nhé. Ngoại ngữ đây. Tôi giả sử ngoại ngữ nhé. Ngoại ngữ đây là cô Tống Tuyết Nga dạy. Giả sử nhé. Nhưng mà cô Nga này là có hai cái ngoại ngữ luôn. Đây là tiếng Hàn ngữ đây. Cô Nga đây. Bây giờ tôi có thể làm như sau. Tôi giả sử cho chúng ta có tôi mời thêm một giáo viên Tây. Nhé. Thì tiết này là tiết cô Nga dạy. Còn tiết này tôi muốn là cái ông Tây dạy. Được không? Được. Hoàn toàn được. Như sau, tôi sẽ bổ sung vào nhà trường chúng ta thêm một giáo viên Tây. Đây là tôi biết tôi thoát ra khỏi không nhìn, và tôi sẽ vào cái dữ liệu vào nhập giáo viên. À, tôi giáo viên nhập ông Tây. Ông Tây nhé, tôi viết đây cho nó dễ cho nó vui. Ông Tây tên là Tây đây nhá. Đấy. Ông Tây là tôi mời là giáo viên ngoại ngữ, tôi thêm vào đây. Ông này không nằm trong biên chế của nhà trường. Ông Tây nhé. Đóng. Và tôi quay lại cái chỗ lúc nãy tôi vào chỗ TKB clone này, kêu riêng trong một tháng này thôi, mà tất cả riêng trong một tháng này, trong một tháng từ hôm nay đến cuối tháng thì lớp ngoại ngữ sẽ tiết ngày thứ năm này sẽ chuyển cho ông Tây đó. Như sau, tôi bấm chuột phải vào đây, tôi chọn là thay giáo viên, bấm vào đây và tôi tìm cái ông Tây đây này. Bấm vào đây. Xong. Như vậy ông Tây là dạy lớp 7A nhé, và ngoại ngữ của môn này thì môn này. Nhưng mà tôi thay được. Như vậy các bạn thấy là cái như vậy là cái biểu clone 1 này nó hợp với nhà trường chúng ta, nhưng mà nó không đúng theo chuẩn của thầy cô biểu chính thức. Nó khác với cái bản chính thức. Bản chính thức mà chúng ta có là ngoại ngữ của lớp 7A luôn là phải là cô Nga dạy. Nhưng cái bản này đã có là gì, là tiết ngoại ngữ 1 là cô Nga, ngoại ngữ 2 tiết thứ 5 tiết một ngày thứ năm là cái ông Tây dạy. Mà thấy có như vậy là hai giáo viên dạy hai nơi, hai môn khác nhau, được chưa? Chúng ta có thể thay đổi bất kỳ, ví dụ như là cái môn toán bình thường là cô Dung dạy, nhưng mà tuần này cô Dung cô đi vắng, chúng ta có thể thay đổi giáo viên khác. Đây, thành cô Vân. Phần mềm sẽ hiện ra đây, sẽ hiện ra những người này, bảo đảm những người này là đang rỗi chứ không phải đang bận nhé. Phần mềm mặc dù là phần đây là bản clone dị biệt, nhưng mà phần mềm bảo đảm là không bao giờ có chuyện là hai giáo viên vào chung một chỗ, không thể có hai giáo viên là cùng lúc chung vào một chỗ, là trừ là vẫn thỏa mãn cái điều kiện tối thiểu của một cái có biểu, chỉ phá vỡ các điều kiện về ràng buộc về phân công chuyên môn thôi, còn lại vẫn chuẩn. Cho khi chọn là Ngọc chẳng hạn, chọn là Lâm Thùy Dung thì bảo đảm là Thùy Dung cũng đang dỗi tại vị trí này và sẽ được ngon lành cái tính toán này. Bấm nút kết thúc. Đó. Thế như vậy đây là toán này là Thùy Dung nhá, Thùy Dương nhá, còn lớp toán khác ở lớp toán nữa rồi. Toán này thì vẫn là Dung, toán này thì là Dương. Đó. Như vậy việc trong tuần này là cô này cô trong một tháng này cô này cô đi vắng và cô học cô đi bận học ngày thứ năm, thì cô ấy nhờ là Dương toán ngày thứ năm là nhờ cô Dương dạy. Thấy không nào? Bạn thấy là rất là hay. Đấy. Rồi nữa nhá, bây giờ tôi làm như sau. Bây giờ đây là cái môn sửa đây là cái môn là đây cái môn gì đây, có môn lý hóa sinh không, lý này sinh này, không có hóa đúng không,
Thế được rồi, đây là lớp 7 tôi xong, tôi chuyển lớp 9 có hóa nha. 9A đi. Như vậy là sinh này, sinh này, nhiều sinh quá. Đâu rồi nữa? Lý này, hóa. Việc tôi muốn là tôi đổi tên lý hóa sinh thành môn khoa học tự nhiên, có được không? Được. Đổi tên được. Vô tư, mà không nhờ gì cả. Giờ tôi làm như sau, tôi đóng lại và tôi vào cái chỗ lệnh dữ liệu, tôi vào chỗ môn học. Được chưa? Bây giờ tôi đây tôi mới nha. Ở đây tôi có vòng khoa học viên rồi này. Thực ra đây tôi có sẵn rồi này, thực ra là cái này hôm qua tôi thử mò, thực ra các bạn có thể các bạn xóa đây nhé. Các bạn xóa này, xóa. Rồi thêm này. Tôi thêm cái môn thôi là khoa học tự nhiên đúng không? Đặt tên là khoa học tự nhiên đi. Khoa học tự nhiên. Thậm chí là không, là không cần nhé. Tôi thêm và cập nhật này, tôi thêm này đây nhé. Và tôi có thể bấm chọn là môn tổ hợp này, tổ hợp nhé. Chọn môn đầu tiên là môn vật lý này, môn thứ hai là môn hóa này, môn thứ ba là môn sinh này. Đó, sinh này nhé. Đó, kết thúc đây này. Nhưng mà ở phần này tôi chưa cần, phần này tôi không cần nhé. Phần này tôi làm như sau này. Đây bây giờ ở đây nhá. Đây, bây giờ ở đây nhá, bây giờ tôi vào lại khung nhìn này, tôi vào lại clone này nhé. Ví dụ như ở đây là cái môn sinh đây, môn sinh đây. Môn sinh bây giờ là môn sinh, bây giờ tôi muốn đổi, tôi vào lớp 9 đi. Thử, 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 được, lớp 7, không trọng, xuất sinh nhé. Sinh đây, vật lý đây, tôi muốn đổi tên môn này, đổi tên môn này thành môn khoa học tự nhiên. Đổi được không đổi được, tôi bấm chuột phải, chọn là thay môn. Và tôi chọn cái môn này là môn khoa học tự nhiên. Khoa tự nhiên nhé. Đây. Và đây là một, đây là môn sinh đây, môn sinh thứ hai đây, sinh đây. Sinh chọn thay môn là môn khoa học tự nhiên. Rồi, môn vật lý đây là thay môn là môn khoa học tự nhiên. Và môn này là môn khoa học tự nhiên. Hơn sữa của thầy giáo viên bằng là thay đấy chứ. Thay thay môn tự nhiên được chưa? Đó, như vậy trên khẩu hiệu của lớp 7A này vẫn ghi là khoa học tự nhiên như bình thường, nhưng mà người hiểu à, khoa học tự nhiên của khác nhau đấy. Khoa học tự nhiên của ngày thứ thứ hai thì là giáo viên Ngọc dạy, khoa học tự nhiên của ngày thứ tư là Ngọc dạy, khoa học tự nhiên của ngày thứ sáu là cô Hạnh dạy và thứ bảy là cô Hạnh dạy, được chưa? À, như một môn học là có nhiều giáo viên dạy là nhìn là như vậy. Thì đây chính là cái mô hình kia TKB clone, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ sang một cái mô hình khác nhé. Đây là cái mô hình mà tôi phân công các môn thành phần trước. Tôi nhập mà tôi phân công, tôi xếp các một môn lý hóa sinh trước, xong tôi đổi tên thành khoa học tự nhiên. Ok. Còn bước hai bây giờ tôi làm cách khác là tôi làm phân công khoa học tự nhiên, tôi nhập khoa học tự nhiên trước, sau tôi phân công trước, sau tôi phân bổ sau. Đây làm như này. Bây giờ tôi sang lớp 6 để làm cho nó nhé. Trường chúng ta là khối 6 là khối mà chiều, tôi sang buổi chiều. Tôi kiểm tra một chút khi có biểu lớp 6. Đã phân công mình chưa, đã có chưa? Buổi chiều đây. Ôi buổi chiều tôi có rồi. Ôi, tôi làm lại buổi chiều nhé. Buổi chiều chắc bị lẫn lên bị lẫn rồi. Chuyện này buổi chiều tôi ở đây tôi làm như sau này. Tôi sẽ lệnh chính, tôi sẽ xóa thì có biểu buổi chiều đi, xóa để lại chào cờ và không học nhé. Kết thúc rồi, rồi tôi sẽ vào tôi phân công lại cho buổi chiều các bạn, để các bạn thấy nhé. Ở đây toàn bộ buổi chiều là như sau này, buổi chiều không có không học đây này. Như vậy suy ra là buổi chiều đây là tổng cộng nó phải là 28 tiết thì hợp lý hơn. Rồi tôi kiểm tra nhé, tôi vào dữ liệu này kiểm tra cái bảng công bằng dạy của buổi chiều nhé. Đây, buổi chiều đây nhập khối lớp thường buổi chiều thì đây là 27 này. À, buổi chiều hay đây là 24. Nhưng mà tôi cần xếp 4 tiết khoa học, 4 tiết khoa học tự nhiên trong trong buổi chiều nhé. Rồi làm như sau này, tôi vào khối lớp ở đây chọn buổi chiều nhé. Tôi kiểm tra với tôi ở đây, tôi bấm chuột phải, tôi chọn môn học.
Tôi chọn môn là vật lý hóa, kiểm tra một chút nè, khoa học tự nhiên, hiện lên môn sinh nữa, môn ra tôi kiểm tra. Đấy, thế này chưa có gì đúng không? Bây giờ tôi làm như sau này, tôi giả sử nhé, giả sử phân cô Vân đây này, tôi giả sử thôi, giả sử phân cô Vân này cho lớp 6A 4 tiết, phân cô Nga là 4 tiết 6B, phân cho Mai Mai Phong 4 tiết 6D, và phân cho Lê Việt Trung 6 tiết, là 4 tiết của khối 6C, được chưa? Đấy. Như vậy là lớp 6 là tôi không, tôi bỏ qua môn lý môn hóa sinh nhé, tôi dạy tôi nhập cho khoa học tự nhiên, được chưa? Rồi tôi kiểm tra lại một chút này, nhập theo lớp có buổi chiều đây, hai tiết tiết hai tám tiết chuẩn rồi đấy, cộng một tiết sinh hoạt, một tiết chào cờ và một tiết học là chuẩn rồi. Giờ tôi sẽ xếp tự động cho lớp cho khối 6 chuẩn rồi nhé. Bây giờ tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ xếp tự động cho buổi chiều, cho buổi chiều. Đấy. Buổi chiều nhé. Bắt đầu. À, một suất chưa xếp, mày báo lỗi. À, tôi cũng lại. Tôi phải đóng lại nhé. Được rồi, còn chưa xếp xong. Rồi, tôi thoát ra nào. Quên mất, chưa có môn sinh hoạt. Tôi vào đây xếp trước môn học. Chọn sinh hoạt, buổi chiều, buổi chiều là chào cờ ở đâu nhỉ? Tôi kiểm tra một chút, tôi kiểm tra một chút hình chỗ chào cờ, kiểm tra một chút nhé. Là buổi chiều không nhìn show on, buổi chiều à, buổi chiều đây rồi, buổi chiều vẫn là tiết một là chào cờ, được rồi, đồng ý. Nhưng mà tôi sẽ thoát ra và tôi sẽ xếp trước lệnh chính môn học. Tôi xếp trước môn sinh hoạt và tiết 2, buổi chiều. Đây, buổi chiều đấy nhé. Thực hiện. Xong. Đấy. Bây giờ xong rồi nhé. Buổi chiều đã được xếp như này, đúng rồi. Show on. Kiểm tra buổi chiều. Đây, chào cờ sinh hoạt xong rồi. Như tôi xếp xong cho toàn trường này. Tôi vào lệnh chính này. Xếp tự động này. Chọn buổi chiều này. Nhé. Bắt đầu. Xong. Kết thúc, đồng ý. Đây, xong toàn bộ buổi chiều đã xếp xong nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ làm như sau, bây giờ tôi thì có tiết khoa học tự nhiên đây là nó cả cả lý cả hóa cả sinh phức tạp, bây giờ tôi sẽ làm như sau. Đây, bây giờ tôi làm như này, bây giờ tôi sẽ thoát ra khỏi cái môn này, cho thoát khỏi cửa sổ này chứ. Tôi vào không nhìn nhé, tôi vào không nhìn và tôi bấm nút là TKB clone, chọn buổi chiều này, thứ sáu đây nhé, copy lại lần nữa cho yên tâm này. Rồi được rồi, thế bây giờ tôi làm như sau này, bây giờ tôi sẽ phân công như sau này. Như vậy là ở đây là lớp 6A là khoa tự nhiên, đây là được phân công cho cô Tường Vân nhé, Tường Vân. Nhưng mà là thực tế thì cô Tường Vân cô chỉ dạy công công môn lý thôi, môn mà là ở đây là sinh, đây là còn đây là môn lý môn hóa nhé. Tôi sẽ chuyển lên là lý này, tôi sẽ chọn như sau. Cô này là đây là môn sinh, tôi sẽ bấm nút chuột phải và chọn là tôi chưa nhập cái đấy, đợi thêm một chút, tôi đóng lại chỉ là tôi chưa làm cái việc là tôi môn học môn này tôi chưa chọn mà tôi môn tổ hợp nhé. Bấm chọn tổ hợp lên, tôi chọn là người tôi tạo mới, bấm vào chọn tổ hợp này, chọn lại tổ hợp là môn hóa này, môn vật lý này và môn sinh này, quên chỉ là môn sinh, vậy chỉ làm kết thúc cập nhật. Đấy. Đấy, tổ hợp lý hóa sinh này rồi nhé, đúng rồi nhé, đóng lại này, việc quay lại không nhìn này,
quay lại là TKB clone vào buổi chiều lớp 6, được chưa? Như vậy là ở chỗ này là tôi đề nghị là cái tiết này là học sinh bấm chuột phải thay môn học, thay môn con, vậy là thay môn con nhé. Để tôi chọn thay môn sinh, máy hiện ra cái môn con thôi. Chỗ này là chỗ là khác ngoại đấy, chỗ này là thay bất kỳ, chỗ này là bị nuôi ta thay bất kỳ, chỗ này là thay môn mẹ, môn tổ hợp bằng các môn con, đây là môn sinh. Giờ ở đây sẽ là học, đây sẽ là học sinh, đây sẽ là học sinh thay môn con, ở đây sẽ là môn sinh, hai môn sinh ở đây, ở đây sẽ là môn lý thay môn con, môn lý, ở đây sẽ thay môn hóa thay là môn hóa, được chưa? Đó. Và môn sinh thì là cô văn lên tường văn lên rồi, còn đây là môn vật lý tôi chọn giáo khác, chọn thầy giáo viên, tôi chọn giáo viên là Bùi Thuyết Trinh dạy vật lý của môn này. Hóa tôi chọn giáo viên khác, thầy giáo viên, chọn giáo viên hóa là môn thầy cô Hoàng Thị Hạnh. Đó, các thầy con nào. Như vậy là chúng ta, tôi vừa trình bày các bạn là có hai cách chúng ta làm việc với cái lớp, với cái môn học viên này, môn tổ hợp. Cách nhất là chúng ta phân công chuyên môn các môn lý hóa sinh như bình thường nhé, riêng biệt ra mỗi môn là một giáo viên dạy. Sau đó chúng ta sẽ thay cái tên môn, chúng ta thử việc bằng dùng cái lệnh TKB clone này thay tên môn là lý thành môn khoa học tự nhiên, lý hóa sinh thành môn khoa học tự nhiên, thì in ra nó đúng là như vậy, khoa học tự nhiên. Và cách thứ hai là cách này là chúng ta tạo phân công quy mô là môn khoa học tự nhiên thật sự, một người dạy thôi. Sau đó chúng ta sẽ đặt cái môn đó là môn tổ hợp của ba môn lý hóa sinh. Sau đó chúng ta sẽ thay đổi môn con cho từng cái, như là cái tiết này thì chúng ta đặt đổi tên, tên là bao nhiêu, đổi tên là cái môn đó là môn sinh, chúng ta đổi tên là tiết sinh, chúng ta đổi tên là tiết lý tiết hóa, tiền thì các bạn có đổi cả giáo viên được. Thì đó chính là cái tính năng rất là mới của phần mềm, là áp dụng cho một tổ thiết kế, cái này là cái mới tinh này và sẽ còn phát triển trong tương lai nữa, là dùng trước mắt để áp dụng cho cái môi trường trước mắt, áp dụng cho cái khối cho cơ sở trước đã, chứ là cho lớp 6 dành cho cái môn tổ hợp. Ở lớp 6 chúng ta có là ba môn tổ hợp, là môn khoa học tự nhiên là một, môn lịch sử địa lý là hai, và môn nghệ thuật là ba. Chúng ta có thể làm một trong hai cách này bằng cách là chúng ta sẽ tạo ra một cái thứ biểu chuẩn tắc như bình thường, đó là một phương án. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra hai clone khác nếu muốn, cho từng trường hợp. Thông thường là tạo ra một clone là đủ rồi, nhưng ta có tạo ra hai clone dành cho hai khả năng, ví dụ như là tuần chẵn và tuần lẻ, ví dụ như vậy. Chúng ta chú ý nhé, cái này là cái rất là khó, cái này là cái rất đặc biệt đấy, chúng ta chú ý. Với lớp 6 và với lớp 6, 7 hôm sau, với lớp 8, 9 thì có cái môn công nghệ, là cái môn là có 1.5 tiết chia đều ra, cho nên là sẽ có một lúc nào đó là hai tiết, nó là một tiết trong một tuần lễ. Ví dụ lần nửa học học được một sẽ là hai tiết công nghệ, học kỳ hai là một tiết. Cũng là chia nhỏ nó ra, một nửa học kỳ một, học kỳ đầu kỳ một thì là hai tiết, nửa học kỳ hai, nửa học kỳ sau của một tiết của học kỳ một là một tiết. Chúng ta dùng clone là chúng ta có thể làm được hoàn toàn chuyện đó nhé. Rồi, khi mà chúng ta chú ý, khi chúng ta mà in ra đấy, khi chúng ta mà lệnh chính mà chúng ta có cái chức năng hệ thống, chúng ta có cái Excel thì nó có cái chức năng là chúng ta có thể ghi thêm ra dữ liệu clone 1 và clone 2 ở đây đó nhé. Mà chúng ta bấm này, chúng ta bấm nút kết thúc và nó sẽ đẩy dữ liệu ra Excel và đẩy ra để thêm cả phần ngoài phần dữ liệu chính, nó đẩy ra từng phần một, phần clone 1 hoặc là clone 2, được chưa? Để các bạn chú ý nhé. Đấy, em xin phép chỗ này xíu được không? Em hỏi thầy nói cái chỗ khoa học tự nhiên ấy. Theo hôm tập huấn thì em thấy là tức là cái thầy qua biểu dạy ấy là phải theo thứ tự như trong sách giáo khoa. Đúng rồi. Theo đã làm thì em biết được rằng là môn lý chẳng hạn này phải dạy khoảng 4 tuần đầu. Xong tiếp theo là đến môn hóa. Rồi khoảng từ tuần 12 giờ đi ấy, là đến môn sinh. Đó, chứ không thể đồng thời như thầy nói là chia ra là đồng thời dạy từ tuần 1 đó. Mình hiểu rồi. Nên là như mà nói thì là càng tốt luôn. Chúng ta có thể là cách như bạn thì chúng ta có hai cách sau đây. Một là chúng ta cứ 4 tuần đầu thì chúng ta có một thể có biểu khác, xếp cái môn khoa học tự nhiên đó dành cho giáo viên lý dạy. Hết 4 tuần đầu chúng ta sẽ
cho một thấu biểu khác thay giáo viên lý đó bằng 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 giáo viên hóa, thay giáo viên thôi, được không? Nó còn dễ hơn cơ. Thì là chúng ta thay đổi hoặc là gì, hết tuần đầu nhá, thì chúng ta có thay đổi sang tuần hai, hết tuần đầu, hết bốn tuần đầu chúng ta sang tháng hai chúng ta đổi sang gì, chúng ta hoặc là chúng ta làm lại thì có thể có biểu, hoặc chúng ta có thay đổi dùng lệnh clone ấy, chúng ta thay đổi cái giáo viên dạy. Nên đơn giản đó là còn đang dỗi. Các bạn có hiểu không nhỉ? Đây nhé. Đây, tôi quay lại thứ này cho các bạn xem nhé. Đây, ví dụ này nhé. Đây, tôi vẫn quay lại cho khung nhìn này. Clone này. Đây này, mình tôi copy lại từ đầu nhé. Đây. Buổi chiều. Copy lại đây nhé. Đây. Như vậy là tuần đầu tiên thì vẫn là cô Vân này, đúng không? Sang tháng thứ hai tôi sẽ đổi lại, tôi đổi lại cái giáo viên. Đổi lại giáo viên là Hương. Hương. Tất nhiên là Hương là phải đang dỗi ở chỗ đó, Hương bận thì ta phải làm cái khác, chẳng cái nào khác cả nhé. Đây Hương đây. Mày Hương còn đang dỗi đây. Thay giáo viên đúng không? Hay là Hương? Được chưa? Như vậy là sang đây sang tháng 2, tháng 3 tôi đổi lại tùy các bạn có thể thay đổi. Cái người trong chương trình chúng ta làm rất là nhiều việc, cái chương trình clone này làm rất là nhiều việc. Trong chương trình clone này chúng ta chú ý nhé, nó có lệnh này, nó có những lệnh là gì, chúng ta có thể là xóa đi. Ví dụ như trong cái tuần này, trong tháng này cái ông cứ tiết học này là chúng ta không học nữa, bỏ đi, vì giáo viên nó bận, chúng ta bỏ, chúng ta xóa đi. Xóa rồi sau đó chúng ta có thể làm lại bằng cách là copy lại bằng lệnh này. Đây là lệnh là chúng ta sẽ copy lại từ dữ liệu gốc về dữ liệu này. Copy lại đây. Đó. Lệnh tiếp theo là lệnh là thay môn học, thay giáo viên. Nếu môn học đó là môn tổ hợp, chúng ta có thể thay môn con. Còn nếu môn đó là chỗ là rỗng đây, ví dụ đây ví dụ rỗng nhé, tôi xóa này. Tôi có thể tạo môn khác này. Ví dụ là tôi muốn là tăng thêm, bình thường là học viên là 4, tôi muốn để thêm môn học viên nữa đây. Tôi bấm chuột phải và chọn là xếp môn học. Tôi xếp môn học tự nhiên mới vào đây, thêm tăng thêm vào đây. Nhé. Yeah. Và chọn giáo viên Vân dạy. Đó. Mà tăng thành 5 tiết luôn. 1 2 3 4 5. Như vậy cái lô này nó rất là hay, nó là cái chỗ chúng ta rất là mở để chúng ta tạo ra cái bản sao của bản chính. Mà cho phép là cái bản sao nó cho phép là nó có những cái đặc biệt, nó có những cái mà không tuân thủ theo nguyên tắc của thực biểu, thì đó chính là chức năng của clone. Còn như bạn nói thì các bạn đấy, tôi nói rồi là nếu mà vì theo trình trị môn học là nó sẽ học một loạt lý, học một loạt sinh, học một loạt hóa, thì chúng ta sẽ phải thay đổi theo từng thời kỳ một. Đó, thay đổi theo từng thời kỳ một. Thời kỳ toàn hóa chúng ta đặt một giáo viên dạy toàn lý, chúng ta chuyển sang cái môn lý. Giả sử môn lý đó mà bận thì chúng ta sẽ phải chỉnh sửa thực biểu cho nó hợp lý. Ví dụ như chúng ta có 4 tiết nhé, 4 tiết là học nhiên, năm nay là tuần này là học lý, mà cái ông này, ông lý ở đây thì ông bận, chúng ta sẽ phải chuyển tiết này sang chỗ khác để cho ông lý đó dỗi, chúng ta mới làm được. Đó, chúng ta sẽ phải dùng những lệnh là dùng những cái lệnh khác, dùng những cái lệnh mà chúng ta vào cái lệnh chính này, chúng ta vào cái khung nhìn này, chúng ta lúc biểu vào đây chúng ta sẽ chuyển đổi lại, được chưa? Đó. Cái này các bạn làm nhiều các bạn sẽ quen chứ không ấy, tôi sẽ làm được ngay thôi, không có gì cả, được chưa? Nhưng mà tôi nói như vậy là mấy con đây là dừng, những ai hỏi gì tôi trả lời luôn bây giờ nè. Còn nếu không thì các bạn sẽ hỏi thông qua cái trang web, cái trang Facebook ấy, thì tôi và người công ty tôi sẽ trả lời, các bạn Duy Anh sẽ trả lời cho các bạn rất nhiều câu hỏi trên đó, vì đây là cái em bản... hỏi tôi hỏi à? Ừ, hỏi đi. Thế thầy hướng dẫn nhanh cho em thêm các môn học về cách xếp môn học của lớp 6 với thời có biểu 1.0 đúng không ạ? Bản cũ à? Vâng ạ. Thì bản này giống bản cũ, bản 2 giống nhau chứ đâu có khác nhau. Về lại xếp theo biểu cũ là không thay đổi. Nó chỉ khác nhau ở cái chỗ thôi, nó chỉ cái bản 1, bản 2 cái phần lõi là không thay đổi, lõi bên trong cùng cũng thay đổi. Nó chỉ thay đổi ở bên ngoài là cái vỏ ngoài, thay đổi là các cái môn học. Đấy, môn học là nó thay đổi. Nó thay đổi cái khái niệm là có hai sách môn học hiện thời và môn học cứng. Đó là những cái thay đổi. Và nó thay đổi hơn nữa là nó có cái lệnh là TKB clone là thay đổi khác hẳn.
Còn cái bên trong của nó, bảy bước chính không thay đổi, là cái bước là gì? Ta khởi tạo dữ liệu từ các biểu, nhập dữ liệu gốc. Cái bước mà là nhập dòng buộc giáo viên, nhập chất môn học không thay đổi. Cái bước là nhập phân công giảng dạy môn học không thay đổi. Bước mà chuẩn bị xếp từ các biểu không thay đổi. Cái bước xếp tự động không thay đổi. Bước tinh chỉnh không thay đổi. Chỉ thay đổi ở cái phần gọi là cái phần bên ngoài sao cho nó phù hợp với chương trình mới thôi. Vâng, ý em hỏi là cái ví dụ lớp 6 ấy, nó có thêm các môn học để mình thêm vào ấy ạ, ví dụ môn giáo dục địa phương ạ, môn tự chọn ấy thì thêm vào và mình thêm vào. Vâng, thế thầy hướng dẫn lại em giúp em cái đấy đúng không ạ? Vâng, đây nhá, đây bây giờ ta quay lại lớp 6 cho ta xem này. Bây giờ tôi quay lại cái chỗ nhập môn học nhé. Đây này, thì chúng ta sẽ nhập bằng tay ở đây, ở dưới đây thêm nữa, hoặc chúng ta bấm vào đây thì phần mềm sẽ tự động cập nhật các môn của chương trình mới mà chỗ này không có thì nó cập nhật vào. Bấm vào đây nhé, đó, phần mềm sẽ thêm một loạt cái block môn mới này, thêm một loạt cái môn mà nó là cái môn mà cái dân tộc này, giáo dục địa phương này, động trải nghiệm này, là những môn mà trong chương trình giáo dục phổ thông mới là có, nhưng trong điều chúng ta chưa có, phần mềm sẽ tự động đưa vào đây. Đó. Khi vào đây là các bạn sẽ thấy là nó thì phần mềm sẽ chỉ nhận biết được các môn học theo mã thôi, cho nên là một số phần mềm sẽ bị trùng nhau. Ví dụ nhé, đây là các phần môn vật lý này. Vật lý có chữ lý hoa, còn ở trên này có mà là môn vật lý có chữ ly nhỏ. Thì như sao, vì sao hai môn vật lý? Vì đây là cái môn cũ của chúng ta, mã môn là li ngắn, thì máy hiểu đây không phải là môn vật lý của chúng ta, máy nó thêm vào đây là môn vật lý mới. Đây với chữ lý là chữ lý dài, chúng ta có thể xóa đi, chuyển dùng một thôi. Đấy, chúng ta có thể xóa cái này đi, chúng ta lại xóa nhé, chúng ta xóa này, đó, xóa đi. Nhắc lại là xóa chưa nhỉ? Chưa xóa, mình xóa này. Đây một tổ hợp tôi ra chưa xóa đúng không? Chúng ta phải xóa một tổ hợp đi đã. Khoa học tự nhiên. Đây. Chúng ta phải làm lại cái này một chút. Thôi, bỏ cái này đi nhé. Bỏ rồi. Cập nhật. Bây giờ tôi làm lại này. Tôi làm lại nhé. Đây là môn lý này. Tôi xóa đi. Đó. Tôi gọi là các bạn làm tiếp tục nhé. Đấy, như vậy đây là có cái chức năng mà nó chúng ta có thể nhập bằng tay hoặc chúng ta có thể nhập mà từ tự động từ phần mềm. Mà chúng ta phải sửa đổi các ở đây nhé. Cho đúng cái nhóm môn của nó nhé. Nhóm môn bắt buộc này, học xã hội này, học tự nhiên này, công nghệ mỹ thuật này, chuyên đề hay tự chọn. Thật chính xác. Đấy, các bạn phải xem lại chương trình giáo dục mới đấy, xem lại cái lỗi của tôi đấy, xem lại là thật chính xác ta mới làm được. Thì chúng ta xem lại cái này này, chúng ta xem lại cái này nhé. Đây, chúng ta xem lại cái bảng này này, đó. Chúng ta chú ý rằng là các bạn khi các bạn làm mới thì là chuẩn rồi, các bạn làm cũ thì các bạn khi nâng cấp lên đấy, các bạn nên đặt lại cái mã môn một tên môn theo đúng cái này cho nó chuẩn. Phần mềm sẽ khẳng định phần mềm sẽ không một lẫn giữa cái cũ và cái mới. Đấy. Đây là cái chúng ta đã làm, tôi đã chuẩn rồi. Các bạn làm đúng đúng theo cái này nhé. À, hỏi gì được không nhỉ? Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Em chào thầy. Chào các bạn nhé. Tôi sẽ lưu lại cái video này, tôi sẽ đưa lên cái nhóm mà trên Facebook các bạn sẽ mở ra xem lại nhé. Ai hỏi gì tôi sẽ trả lời sau trên cái nhóm đó nhé. Thôi chào các bạn nhé. Chào thầy. Cảm ơn thầy ạ. Chào các bạn.